nữa. Tại vì Arduino nó là một cái phần, nó là nền tảng, không phải là chỉ có phần lập trình mà nó còn là cả phần cứng. Mà phần cứng thì nó liên quan rất là nhiều đến các cái tính chất cơ bản của các linh kiện, đúng không ạ? Nào là dòng áp, xong rồi là nào là tính nhiễu, vân 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 các thứ. Đấy. Cái này thì có thể là rất nhiều thầy cô nếu mà không có sự tìm hiểu hoặc là chưa có thời gian nhiều để tìm hiểu về cái vấn đề đấy, hoặc là các thầy cô không có được cái việc ngày trước là chúng ta đi học đại học ấy, là mình không có cái thời gian để được tiếp xúc với những cái bộ môn chuyên ngành mà liên quan đến kỹ thuật điện tử các thứ, thì có thể nó sẽ hơi khó khăn ở đây. Thế nên cũng rất là hy vọng các thầy cô chúng ta khắc phục được, và nếu có vấn đề khó khăn hoặc vấn đề gì cần hỗ trợ thì các thầy cô có thể cứ đặt vấn đề với ban dự án với tôi trực tiếp để chúng ta có thể thực hiện được cái công việc hiệu quả nhất. Rồi ạ. Thì hôm trước chúng ta đang dừng lại cái bài tập kinh điển, đó là điều khiển led sáng bằng cái ấn nút bấm nút hay không. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái hai cái điện trở hạn dòng này dễ quá rồi, nhưng mà chúng ta lại phải có một cái điện trở để nối trực tiếp từ cái công tắc, từ cái nút bấm đấy, từ cái nút bấm xuống đến cái mà xuống đến cái chân ground này, chân đất này. Thì cái giá trị của chúng ta ở đây là gì? Nó là nâu là một đúng không ạ? Đen là không, như vậy là một không. Vàng là mấy ạ? Vàng là ba đúng không ạ? Vàng là bốn đúng không ạ? Như vậy điện trở này của mình là điện trở 100K đúng không ạ? 100K. Thế tại sao lại phải lắp điện trở ở đây để làm gì? Tại vì cái điện trở ở đây nó nhận tín hiệu. Cái tín hiệu này của mình ấy, là như các thầy cô để nhìn thấy ở đây, nó đi từ chân 5V. Khi chúng ta bấm cái đằng này vào thì nó sẽ tự động nó đi, nó kết nối, nó nối. Đây các thầy cô nhìn thấy không ạ? Đây này, chúng ta có cái phần này này và nó kết nối với nhau, và phần này kết nối với nhau. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta thay đổi cái mức tín hiệu ở trên cái chân số 2 bằng việc bấm nút, mà tín hiệu thực chất nó là gì? Nó chính là một cái tín hiệu điện áp, một cái tín hiệu điện bằng cách là nó có giá trị điện áp và giá trị dòng điện. Và khi mà có hai cái thằng này thì đương nhiên là nếu một cái dòng định mức nó quá lớn, lớn hơn cái mức chịu được của cái chân, của cái chân cắm của cái pin này, thì đương nhiên là cháy rồi. Thế nên là ta phải có một con điện trở để hạn dòng. Nhưng mà Arduino hoặc là vi điều khiển nói chung ấy, nó có một cái tính chất rất là thú vị, đấy là bên trong mỗi một cái chân digital này, hoặc là bên trong, thực ra là bên trong mỗi một cái pin in out của Arduino, người ta đã có sẵn một cái con điện trở. Trở này được gọi là trở kéo lên, gọi là pull up đúng không ạ? Trở kéo lên tức là gì? Tức là có một con điện trở nó nối với cả VCC dương nguồn. Các thầy cô tưởng tượng nó như thế, tức là chúng ta tưởng tượng như kiểu là chúng ta có một cái, chứ trong môn vật lý đúng không ạ, là mình có một cái điểm A nào đó trên cái đoạn mạch. Điểm A đấy bây giờ được nối qua một điện trở lên dương nguồn, thì đương nhiên khi chúng ta dùng đồng hồ đo thì cái giá trị ở đấy nó lúc nào cũng sẽ là giá trị gì ạ? Tương đương với cả 5V dương nguồn, mà VCC đây là 5V, các thầy cô đấy, các thầy cô phải thấy. Tại sao lại có một con trở ở đấy? Tại vì tính chất của con trở đây để làm gì? Tính chất con trở ở đây là dùng để hạ dòng. Tức là chúng ta thấy là nếu chúng ta đưa nguyên một cái điện áp 5V từ nguồn vào chân đi điều khiển, đương nhiên là nó cháy rồi. Do vậy ta phải kết nối nó với một cái điện trở để giảm thiểu cái dòng xuống. Cái giá trị cường độ dòng điện mà một cái chân này có thể chịu được ấy, là tôi cũng không nhớ lắm là bao nhiêu, tôi nhớ là bao nhiêu đấy, miliampere gì đấy. Do đó mà ở đây người ta thường hay sử dụng những cái con trở là 10K hoặc 100K. Tại vì là cái tín hiệu ấy, các thầy cô có thể lưu ý là cái tín hiệu mà một cái chân vi điều khiển ở đây, hay một cái pin của Arduino ở đây nó nhận được là cỡ khoảng microampere. Đấy. Tức là một tín hiệu nhỏ đến mức độ là chỉ microampere thôi là nó cũng đã nhận được rồi. Do vậy mà chúng ta gắn vào một con trở 10K hay 100K thì khi ta chia nhỏ ra thì ta vẫn vẫn thoải mái, vẫn được mấy chục microampere trở lên thì là không không vấn đề gì. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái bài thực hành cơ bản. Đấy, cho tôi cũng có lắp ở đây. Tôi đã có một cái mạch lắp sẵn như thế này.
Các thầy cô để thấy đúng không ạ? Đó, chúng ta có kết nối rất là cơ bản, một cái nút bấm được kết nối với cả chân số 12. Rồi, một đầu kết nối chân số 12 và một đầu kết nối xuống âm nguồn. Để làm gì? Khi chúng ta bấm nút bấm này. Đấy, khi chúng ta bấm nút bấm này thì cái tín hiệu điện áp, tức là toàn bộ dòng điện đúng không ạ? Thì tức là hai đầu của nút bấm được nối gì ạ? Người ta gọi là nối đất. Thế như vậy khi hai đầu của thằng nút bấm này nó nối đất mà nó lại kết nối trực tiếp với cả chân số 12. Có nghĩa là khi này chân số 12 của chúng ta cũng sẽ nối đất. Đấy, các thầy cô tưởng tượng như thế, chúng ta đang có cái mạch điện đúng không ạ? Toàn bộ đường dây cắm từ một điểm này đều xuống đất hết thì đương nhiên là nó cũng xuống đất theo rồi. Thế nhưng ở đây tôi lại không dùng con điện trở nào cả. Cái điện trở duy nhất của tôi dùng là cái điện trở hạn dòng cho con led này để nó buộc để nó không bị cháy. Thế như vậy thì tại sao lại thế? Cái này là một cái hàm mà ít người, một cái tính năng, một cái tính chất mà ít người để ý khi lập trình Arduino. Còn một cái nữa ở đây là tôi cũng cố gắng mô phỏng thực tế nhất có thể là tôi gắn một con tụ ở đây. Tụ tôi là tôi lấy một con tụ 104. Nếu các thầy cô mà ra ngoài cửa hàng điện tử hỏi mua tụ gốm 104 thì có nghĩa là giá trị của nó là 10 nhân 10 mũ 4 picofarad. Nếu như mà chúng ta tính ra thì nó sẽ là 100 nanofarad đấy, tức là 10 mũ 9, 10 mũ trừ 9 farad đúng không ạ? Thì cái tụ này nó có một cái tính chất là gì? Là nó sẽ giúp triệt tiêu tất cả những cái nhiễu khi chúng ta bấm nút bấm này. Đó, con tụ tính chất là như thế. Tại sao? Thực chất cái này nếu các thầy cô lắp mạch thật rồi thì các thầy cô sẽ nhận thấy là cái nút bấm này của mình khi mình có động tác bấm nó không bao giờ có chuyện là nó chạm một lần. Thực chất là khi các thầy cô bấm một cái thấy là hoàn toàn nó có thể có độ trượt, hoàn toàn cái tiếp xúc nó kém hay như thế nào đấy, nó có thể để chạm đến mấy lần liền một lúc. Và như thế nó sẽ dễ tạo ra cái nhiễu, nhiễu đấy là không tốt cho mạch và không tốt cho quá trình chúng ta vận hành điều khiển. Do vậy mà bao giờ người ta cũng phải lắp thêm một con tụ ở đây. Tụ thì bao giờ các thầy cô cũng nhớ là có hai loại tụ, tụ lọc đúng không ạ? Tụ lọc ở đây thì chúng ta sẽ có loại tụ lọc này là tụ lọc tần thấp. Thực ra nanofarad thì cũng là tần thấp thôi. Thông thường thì tụ lọc tần cao thì nó là lên đến picofarad hoặc là cao hơn thế nữa. Còn có một loại tụ nữa là cái loại người ta gọi là tụ chứa. Tụ chứa thì thường là những loại tụ mà có cái trị số farad rất là lớn. Thì đúng như tên gọi của nó, tụ chứa là dùng để làm cái bể để chứa những cái điện tích. Và nếu điện tích đấy nó sẽ cung cấp ngược lại cho mạch và giúp ổn định cái mạch của mình. Ở đây các thầy cô chắc nếu mà đã học điện tử thì chắc là không lạ lẫm gì với những cái đấy. Còn nếu không thì ở lớp trong môn vật lý phổ thông của mình ngày trước cũng có một cái liên quan đến phần tụ đúng không ạ? Tính chất của tụ là như vậy, tụ điện mà. Thì một trong những tính chất rất kinh điển đó là chúng ta thường người ta thường hay dùng tụ điện này để mà là phẳng cái dòng cái tín hiệu điện áp. Thế cho nên là các thầy cô có thể thấy là trong những cái bộ mạch điện của mình ấy, các thầy cô ví dụ như bộ nguồn máy tính chẳng hạn, các thầy cô mở ra hay là những cái tất cả những cái thiết bị điện điện tử ấy, các thầy cô mở ra trong đấy bao giờ nó cũng có một con tụ hoặc là nhiều con tụ. Thậm chí là trong cái bộ nguồn máy tính của mình là có những con tụ rất to, tụ cối. Cái con tụ ấy nó phải to bằng cái viên pin đại con thỏ ấy, hoặc là to còn hơn như thế, gấp rưỡi, gấp đôi như thế. Có những con tụ 1 farad hay là 2 farad thì nó lưu điện thì cực khỏe. Tôi cũng đã từng ngày trước hồi còn sinh viên thì có lần cũng nghịch nghịch thử, thế là lấy con tụ 1 farad tôi tích điện cho nó đầy căng lên. Xong rồi tôi nghịch tôi thử lấy hai đầu cái sợi dây tôi dí vào hai đầu thì tôi cũng bị giật tung người luôn. Những cái tụ này nó tụ điện, cái khả năng tích điện và phóng điện nó rất là mạnh. Nhưng mà đấy cũng là một cái rất nguy hiểm. Ok, rồi bây giờ sang phần code. Như vậy thì chúng ta ở đây tôi sẽ giới thiệu cho thầy cô một cái cấu trúc, một cái đó là input pull up. Các thầy cô thấy ở đây không ạ? Chúng ta sẽ có cái input pull up này. Vậy thì input pull up này là gì? Ở trong cái việc mà quy định, đúng không ạ? Chúng ta đặt cái hàm pin mode để quy định cái chiều vào và ra của các pin, các chân cắm trên Arduino thì chúng ta có hai kiểu là output và input, đấy là cơ bản. Nhưng với kiểu input thì nó còn có thêm hai loại khác nữa ngoài loại input không cơ bản như thế.
là input pull up và input pull down, kéo lên up và kéo xuống down. Tại sao lại có hai cái cấu trúc như thế này? Thì như tôi vừa nói lúc nãy là đôi khi những cái chân này của chúng ta nó cần phải liên tục nhận một cái giá trị nào đó. Ví dụ trong trường hợp này, tôi pull up nghĩa là tôi kết nối cái chân số 12 này trực tiếp vào chân nguồn của tôi và thông qua một con điện trở nội. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái con điện trở nội này nó khoảng là 10k thì phải, tức là 10.000 ohm đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm. Đấy. Sau đó là tức là điện trở nằm trong vi điều khiển, thầy cô có nhớ như thế, chúng ta có con điện trở nhỏ xíu nằm bên trong này. Thì cái điện trở đấy nó sẽ có tác dụng là hạn dòng và nó lúc nào cũng quy ước rằng là chân 12 này cái giá trị mặc định mà nó input vào lúc nào cũng là mức 2, là 1, đúng không ạ? Để làm gì? Người ta thường dùng cái cấu trúc pull up hoặc pull down ấy. Còn pull down thì ngược lại là nó lại kết nối xuống đất, tức là xuống âm nguồn, kết nối vào chân ground này. Đó. Thì tại sao người ta lại phải có cái cấu trúc như thế? Bởi vì chúng ta thấy là trong rất nhiều tình huống, người ta cần phải xác định được là cái chân đó nó có sự thay đổi trạng thái từ 1 sang 0 hoặc từ 0 sang 1. Bây giờ nếu như nó muốn thay đổi trạng thái và nhận biết được sự thay đổi trạng thái đấy thì nó phải liên tục được kết nối với một cái tín hiệu nào đó, hoặc là 1 hoặc là 0. Đó, đúng không ạ? Thì khi kết nối các tín hiệu đấy nó mới xác định được là nó phải đổi tín hiệu từ cái gì sang cái gì. Trong trường hợp này nếu chúng ta lại phải lắp một cái mạch ngoài là có một cái điện trở kéo lên dương nguồn hay gì đấy thì nó rất là phiền. Bản thân cái việc mà lúc nào cũng phải trong mạch có một cái như thế thì nó cũng tương đối là gây ra nhiều cái bất tiện. Thế là các cái nhà sản xuất vi điều khiển này họ mới nhận ra được điều đấy và họ tích hợp luôn một cái điện trở trong này để nó sẵn sàng có thể được kéo lên dương nguồn hoặc kéo xuống âm nguồn. Đó, thì cái đấy hoàn toàn nó chỉ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta đặt ra cái câu lệnh như thế nào. Như vậy câu lệnh này có ý nghĩa rằng khi tôi đặt pin mode 12 input pull up thì lúc này mặc định giá trị mà tôi đọc được trên chân 12 luôn luôn là 2, không bao giờ là low. Còn trong trường hợp ở đây tôi kết nối chân 12 này với cái nút bấm đấy. Tôi kết nối chân 12 với cái nút bấm và khi tôi bấm cái nút bấm này thì hai chân 1B và 2B này nó được nối xuống âm nguồn và như vậy là chân 12 khi này đổi trạng thái từ 2 tức là cao thành low là mức thấp, và đó là chúng ta đã nhận biết được cái sự thay đổi trạng thái của nó. Và khi thay đổi trạng thái như thế thì nó sẽ thay đổi như sau: nếu đọc được cái tín hiệu trên chân 12 là low thì bật đèn led lên, còn nếu không, trong trường hợp chân 12 là 2 thì tắt cái đèn led đi, chúng ta để nó là low đây. Đó, đấy, tính chất cơ bản nó là như vậy. Đây là một cái mà hàm rất là hay và tôi cũng rất là muốn giới thiệu với thầy cô, là cái hàm mà không phải hàm mà là cái cấu trúc ạ. Cái cấu trúc input pull up và input pull down này, với hai cái cấu trúc như thế thì chúng ta có mở rộng được cái việc lập trình của mình lên và cũng tiện lợi hơn sau này khi chúng ta cần phải làm những cái dự án hay gì đó, thì cái việc kết nối mạch hoặc là khi chúng ta làm mạch, các thầy cô mà đã từng tự mình làm cái mạch in, rửa mạch rồi là hàn mạch các thứ thì chắc là cũng thấy là cái việc mà thiết kế một cái mạch mà càng bớt được linh kiện thì mạch nó càng gọn gàng, càng nhỏ và càng dễ thiết kế. Còn trong trường hợp như tôi chẳng hạn thế thì tôi thường thiết kế một cái mạch 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp gì đấy, xong rồi tôi gửi cái bản vẽ đấy sang Trung Quốc đặt hàng, thế là nửa tháng sau là họ lại gửi hàng cho tôi. Trung Quốc là họ làm cái đấy rất là nhanh, chứ còn bây giờ nói thật là tôi cũng lâu lắm rồi tôi cũng không có cái thói quen là ngồi làm mạch thủ công, rửa mạch nữa rồi. Kể cả làm các dự án cho các bạn học sinh sinh viên thì ban đầu thôi thì cho các bạn làm những cái mạch thủ công, tự rửa, tự ấy, cho nó gọi là biết được cái quy trình làm mạch. Còn sau đấy về sau thì tôi cũng bảo là rẻ, không cần phải làm, tại vì nó rất là mất vệ sinh mà lại ô nhiễm nữa, các cái hóa chất rửa mạch rồi vân vân các thứ nó không hề tốt cho sức khỏe con người chút nào, cho nên là chúng ta cũng ít dùng cái đấy là hay nhất.
Thế nên là tôi cũng chuyển sang là làm công nghiệp. Làm công nghiệp là người ta sử dụng CNC ấy, những cái máy CNC, máy cắt gọt, những cái máy gia công tiện cắt phay rồi vân vân, khoan các thứ bằng máy thì nó có độ chính xác cao, chưa kể là nó lại còn đẹp nữa và cũng ít ít độc hại hơn, tại vì người ta dùng tia laser hoặc là dùng những cái mũi khoan, mũi tiện để người ta đi mạch. Ở đây các thầy cô nào mà đã từng nghiên cứu về cái đấy rồi chắc là cũng không lạ, cũng không lạ lẫm gì. Rồi đấy, bây giờ tôi sẽ thử chạy giả lập. Ok, như vậy là ở đây tôi phóng lớn lên. Các thầy cô thấy là đèn của tôi không sáng đúng không ạ? Và tôi bấm cái nút đèn đã sáng. Đấy. Ok, như vậy là mạch của tôi đã chạy. Ở đây các thầy cô chú ý này, nếu tôi bỏ đi cái con tụ này ở đây thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đây, ví dụ như tôi stop này, tôi ngắt cái dây này đi. Đấy, tức là nó không kết nối vào cái, tức là hai chân này của chúng ta không được kết nối vào cái tụ, mà không kết nối song song vào hai chân này nữa. Các thầy cô lưu ý là tụ ấy là bao giờ phải nối song song. Bởi vì chúng ta đều học ở trong môn vật lý thì đều biết một điều là tụ điện mà lắp vào cái mạch điện một chiều thì đương nhiên là nó không dẫn điện rồi. Đấy. Nên là đây là những cái mạch điện này của chúng ta đều là mạch điện một chiều cả, nên không thể lắp nối tiếp được. Nếu chúng ta lắp nối tiếp là kiểu gì nó cũng sẽ không, nó không thông mạch, cái mạch nó không đóng thì làm sao mà chúng ta chạy mạch được. Và tụ này nó chỉ có tác dụng mà để làm gì ạ? Dập nhiễu hoặc là để giúp ổn định điện áp. Đây là hai tính chất vô cùng quan trọng. Ở đấy là tôi nói kiến thức cơ bản thôi đấy ạ. Còn ngoài ra thì chúng ta còn rất nhiều tính chất nữa. Ví dụ như là trong điện tử nó còn có một lĩnh vực, người ta gọi là lĩnh vực âm thanh đúng không ạ? Xử lý các cái tín hiệu âm thanh. Đấy. Thì trong đấy tụ nó còn đóng rất nhiều vai trò khác. Tụ đóng vai trò ví dụ như là tụ giao tiếp này, nó dùng để truyền tín hiệu. Tại vì chúng ta đều biết là tụ không cho tín hiệu một chiều đi qua, mà chỉ cho các tín hiệu xoay chiều đi qua. Như vậy là chúng ta thấy là tín hiệu xoay chiều chính là âm thanh đúng không ạ? Âm thanh nó cho đi qua thôi, còn tín hiệu một chiều nó cắt nhiễu, nhiễu không cho đi qua, nó chỉ cho âm thanh đi qua thôi. Đấy là lý do vì sao mà tụ ở trong những cái bộ âm thanh nó rất là quan trọng như thế. Có những cái mạch âm thanh ấy mà cái tụ bóc ra thì cô nó đắt phải khủng khiếp luôn. Tôi từng ngồi trước là tôi cũng gọi là cũng thú vui một chút, là tôi cũng tự tự thiết kế một cái mạch mạch khuếch đại âm thanh. Thì cái mạch khuếch đại âm thanh tôi đặt một cái đôi tụ, hai cái con tụ từ Nga về, giá với một cái đôi tụ đã vài triệu rồi, hai con tụ bé bé chẳng có cái gì cả, nhưng mà nó cũng đáng giá. Chân của nó thì bằng hợp kim vàng, còn cái, nhìn còn con tụ thì nhìn một cái là biết nó xịn rồi. Thế nên là linh kiện của chúng ta mà mua những cái hàng chuyên dụng của những cái hãng nổi tiếng và có cái gọi là gì nhỉ, có cái độ ổn định này và chất lượng cao ấy, thì giá nó cũng không hề rẻ. Hoặc tụ nó còn có tính chất nữa là trong các cái mạch 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 ở đây các thầy cô không biết là các thầy cô còn nhớ không, nhưng chúng ta đã từng biết đến các mạch khuếch đại thuật toán này đúng không ạ? Đấy, các mạch so sánh này, hay là nhiều những các loại mạch khác nữa. Thì những cái mạch đấy của chúng ta là cũng dùng đến, ví dụ chúng ta có cái mạch dao động nữa đấy, LC vân vân vân. Thế nên là trong mạch của mình đôi khi có những cái linh kiện nhỏ nhỏ vui vui mình hay bỏ qua, mình hay không để ý thôi, nhưng thực ra lại có rất là nhiều những cái bài học khai thác đấy. Rồi đấy, trên đây là để tôi thử chạy, thì tôi tháo con tụ ra tôi chạy này. Đấy, các thầy cô thấy nó chẳng khác gì, y hệt không khác cái gì cả đúng không ạ? Thì giả lập nó là như vậy, tại vì khi giả lập người ta chỉ cần quan trọng cái việc là cái thiết kế của mình đúng và nó chạy được, thế là được, nó không gây hỏng hóc thiết bị, tại vì thiết bị này là ảo cả, nó không hỏng được. Nhưng mà ra thực tế, giữa thực tế và giữa cái mô phỏng bao giờ nó có sự khác biệt. Thì đây cũng là một cái mà tôi cũng luôn luôn cố gắng là mình phải gọi là gì nhỉ, mình phải nhắc nhở các bạn học sinh sinh viên của mình. Tại vì là khi tôi ở đây các thầy cô cũng từng kinh qua cái việc thực hành hết rồi, giảng dạy bộ môn thực hành, tôi không biết được là ở đơn vị của mỗi thầy cô thì giảng dạy thế nào, chứ còn ví dụ ngày xưa khi mà tôi dạy các bộ môn thực hành hoặc là các bộ môn thực tập thì cứ xác định là kiểu gì thì kiểu đến cuối kỳ phải ít nhất là 1/4 đến 1/3 cái tổng số thiết bị là phải thay mới. Riêng hai cái là tôi cứ quay đi một cái là quay lại là thấy có tiếng nổ cái tọt 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 rồi. Một là cái đồng hồ đo mạch,
Tôi nói thật là cái đồng hồ bạn đang ấy, tôi nói thật ở đây là cho các bạn học sinh sinh viên dùng cái đấy ấy, thì 10 bạn thì chắc là ba bốn bạn là sẽ vẫn cứ để cái thang đo ampe cắm vào đo vôn như bình thường. Và các thầy cô cũng biết là lấy thang đo ampe mà đo vôn hoặc thì nó đương nhiên là nó không thể nào không nổ rồi. Lấy vôn mà đo ampe chưa chắc nó đã nổ đấy, tại vì khi chúng ta đo vôn mà đo vôn thì điện trở của nó lên đến xấp xỉ vô cùng đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đo ampe thì đương nhiên là điện trở xuống xấp xỉ không đấy. Cho nên là tôi cứ quan một một học kỳ là tôi cũng phải ngồi tôi thay cầu chì cho mấy cái đồng hồ, là chuyện phải thay mấy chục cái một học kỳ là chuyện bình thường. Và cái nổ nhiều thứ hai, cũng xin thưa thầy cô, cái nổ nhiều thứ hai chính là nổ với con led đấy. Tại vì rất nhiều bạn học sinh sinh viên là quên mất cái việc lắp con trở này, nên là cứ đấu trực tiếp con led này vào các cái chân nguồn, đương nhiên là nó cháy, nó nổ cái tọt cái nguồn nhỏ thì không sao, chứ các bạn mà lắp lên những nguồn lớn, ví dụ cái nguồn điện mạch tổng chẳng hạn, thế công suất nó vài chục watt, thậm chí vài trăm watt, thì đương nhiên là cắm vào một cái nó thông mạch là nổ luôn rồi. Khi đấy thì đương nhiên automat nó nhảy thôi, chứ còn không sợ cái gì, nhưng mà có điều nó rất nguy hiểm. Nhiều thầy cô hôm nay lại không vào được nhỉ. Hôm trước là có cái nhắc các thầy cô là chúng ta phải dùng cái trình duyệt mới mà chúng ta không đăng nhập cái tài khoản Microsoft 365 cũ ở sở cấp để vào là được. Ok. Đấy, trên đây là một số cái, đây là một cái bài ví dụ rất là kinh điển. Rồi. Chúng ta sang đến phần tiếp theo. Với những cái phần vừa rồi thì có lẽ là các thầy cô thấy nó rất là dễ rồi, nên là tôi cũng không trình bày nhiều cái phần đấy. Rồi. Bây giờ thì xin mời các thầy cô chúng ta cùng sang phần tiếp theo. Phần này là phần gọi là dài dòng và cũng phức tạp hơn một chút so với cả cái phần hôm trước. Tại vì phần này chúng ta sẽ liên quan đến động cơ, điều khiển động cơ cũng như là các cái cảm biến cơ bản. À có. Ở đây là có cô Thìn đang hỏi là đăng ký vào trang xin hỏi cô Thìn là đăng ký vào cái trang, ý cô muốn hỏi là cái trang Thinkercad này đúng không ạ? Làm thế nào để đưa được ra này, đây xin mời cô vào đây. Ok, đây là tôi đã xuất là trang chủ đúng không ạ? Đây trang chủ, nếu mà cô đăng ký xong một tài khoản ở bên này đấy, đấy đăng ký một tài khoản bên này đây, tôi log out ra, tôi sẽ thực hiện các bước đây. À, tôi cũng đã tạo một cái lớp rồi, lát nữa tôi sẽ giới thiệu với thầy cô là chúng ta sẽ cùng join vào đấy để chia sẻ những cái đề tài, những cái dự án. À, ở đây chúng ta sẽ có là cái trang chủ đúng không ạ? Nếu các thầy cô nào mà chưa có tài khoản thì các thầy cô vui lòng bấm vào phần join now này và chúng ta tạo cái tài khoản đấy. Ở đây thì tôi khuyến khích các thầy cô là tạo cái tài khoản personal account, đừng tạo tài khoản của educator tức là giáo viên, hay là cũng đừng tạo tài khoản của học sinh sinh viên để làm gì. Chúng ta cứ tạo một tài khoản cá nhân thì nó sẽ cho chúng ta nhiều cái option để chúng ta làm việc hơn, nó đỡ bị gò bó hơn hai cái lựa chọn trên đó. Các thầy cô vào đây thì các thầy cô chọn thôi, chúng ta không có gì, chúng ta sign up with email, rồi đăng ký với cả một cái email của mình đấy ạ. Thầy cô chọn cái quốc gia xong rồi ngày tháng năm sinh vân vân vân, làm theo tất cả các bước. Cái này thì có lẽ là nó đơn giản với hầu hết mọi người rồi, nhưng mà tôi cũng sẽ không trình bày lại. Sau khi mà các thầy cô đã đăng ký được một cái account thì chúng ta đăng nhập vào, sign in vào đúng không ạ? Rồi. Đấy. Sau khi đăng nhập vào xong, nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái cửa sổ màn hình chính, cái dashboard của mình như thế này. Thì các thầy cô nhìn ở bên cái menu bên tay trái đấy, các thầy cô thấy không ạ? Menu bên tay trái này nó sẽ có các cái chức năng của trang web. Có hai cái chức năng mà tôi thường hay dùng. Một là cái chức năng 3D design, tức là để thiết kế 3D đấy. Cái này tôi hay dùng ngày trước là cho các bạn học sinh cấp 1, cấp 2. Các bạn ấy tham gia cái này thì nó cũng khá là tiện, nó cũng dễ cho các bạn.
nếu mà các thầy cô đang dạy những cái bộ môn mà liên quan đến ví dụ như là vẽ để cho vào máy in, vẽ mô hình cho máy in 3D gì đấy thì cái này rất là hay, nó cũng là một cái nền tảng thú vị. Tức là các thầy cô không lạ gì cái thương hiệu này đúng không? Autodesk này, đây là một cái thương hiệu rất nổi tiếng. Rất nhiều cái phần mềm mà thiết kế công nghiệp của hãng này. Rồi, sau đó các thầy cô chọn một phần circuit này. Đấy, từ này là một cái từ mà Việt Nam mình rất nhiều người hay đọc nhầm này, là circuit, nhưng phải từ này phát âm đúng tiếng Anh là circuit. Rồi, chúng ta vào phần circuit này và chọn, các thầy cô thể chọn vào phần là create new circuit này. Thì các thầy cô nó sẽ ra cho mình một cái mới tinh. Đấy, ví dụ này, tôi bấm vào phần create new circuit đấy ạ, nó sẽ ra cho chúng ta cái vùng cửa sổ làm việc. Ok chưa ạ? Cái vùng cửa sổ làm việc này của mình thì các thầy cô kéo thả các cái linh kiện ở bên tay phải này vào. Ở bên tay phải này, các linh kiện này của mình các thầy cô chọn ở đây giúp tôi. Đấy, cái phần này. Đấy, nó sẽ sổ xuống. Thì cái phần starter này tôi nghĩ các thầy cô không nên quan tâm, mà nên quan tâm đến hai cái này thôi, đó là basic và ô. Basic là những cái linh kiện và những cái thiết bị thường dùng mà mọi người thường hay dùng. Còn cái phần ô này là tất cả các cái linh kiện và thiết bị mà mạch này nó có. Đấy, hôm trước tôi đã giới thiệu rồi đấy. Ví dụ như phần basic này nó chỉ hiện lên những cái như là tụ điện này, trở này, hay là bộ nguồn pin này. Đấy, nó còn giả lập cả bộ nguồn các thứ đấy, các thầy cô để thấy. Rồi là cái mạch cắm này, đấy, breadboard này, mạch cắm hay là Arduino này. Rồi là mấy cái động cơ, rồi mấy con chan BGT này, diode, quang trở, vân vân vân, một số cảm biến phổ thông. Đấy. Còn nếu các thầy cô mà chọn vào phần ô này, cho tất cả, đây, thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta toàn bộ tất cả những cái linh kiện mà cái... Nó sẽ hiện lên cho chúng ta toàn bộ tất cả những cái linh kiện mà cái trang website này, cái nền tảng này cung cấp được. Nó gồm có các linh kiện cơ bản này, đấy, nó gồm có bao giờ cũng thấy linh cơ bản bao giờ cũng có 3 cái đúng không ạ? Thực ra là 4. Rồi thì gồm diode vào đây nữa, nhưng mà khi nhắc đến gọi là linh kiện cơ bản thì bao giờ cũng có 3 cái chủ yếu, đó là gì ạ? Đó là tụ điện, điện trở và cuộn cảm. Đây, 3 cái. Rồi thêm cái diode vào đây nữa và cái diode zener vào đây nữa, 2 cái. Rồi sau đó chúng ta có rất là nhiều những cái phần linh kiện bên dưới. Có quang trở, có nút bấm, có chiết áp này, đấy, có công tắc gạt, có cảm biến hồng ngoại, cảm biến đây, cảm biến hồng ngoại đấy, cảm biến siêu âm, xong rồi cảm biến hồng ngoại thụ động này, PIR này, passive infrared sensor này, đấy, cảm biến nghiêng, cảm biến nhiệt độ, TMP36 đấy, rồi xong rồi cảm biến khí ga, rồi các cái bàn phím, đây ví dụ vừa kéo. Để mà sử dụng ấy, thì chúng ta bấm vào cái nút bấm ở đây hoặc các thầy cô giữ chuột vào đây và kéo nó ra, đấy, tùy chúng ta. Còn nếu chúng ta không dùng nữa, ta bấm delete để xóa nó đi. Đấy. Rồi, bên dưới thì có rất nhiều những cái linh kiện khác nữa, đèn LED, rồi là động cơ, màn hình LCD, vân vân, màn hình LED 7 thanh, rồi các nguồn điện, rồi kéo bên dưới nữa. Cái mà làm tôi không biết tôi có nói ấy, là tôi khá là ngạc nhiên và tôi rất là thích thú nền tảng này. Là bởi vì nó còn có đầy đủ cả những thứ mà các cái phần mềm giả lập khác cũng chưa chắc đã có. Ví dụ như là cái phần các cái con IC logic này, các cổng NOR, 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 SOR, NAND các thứ này đấy. Những cái này thì các thầy cô mà học về lĩnh vực điện tử chắc là không lạ gì. Tất cả các cái vì điều khiển CPU, vì xử lý CPU, vân thứ, các mạch, các thứ, kể cả phức tạp đến đâu đi nữa thì nó chỉ cấu thành từ rất nhiều những cổng logic như này mà thôi. Rồi dưới bên dưới nó còn có cả thêm cả những con flip flop này. Đấy. Flip flop này thì không thì các thầy cô có lẽ là phải học về điện tử thì mới biết được nó là cái gì. Để nói đơn giản thì nên tôi cũng mở rộng một tí tẹo. Tức là flip flop này chính là những cái phần tử con nằm ở bên trong cái bộ nhớ của chúng ta đấy. Nó gọi là cái mạch nhảy. Cái này có rất nhiều tên, có người thì gọi nó là cái mạch chuyển, có người gọi là mạch nhảy, có người gọi nó là công tắc gì gì vân vân. Cái này tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ biết cái tên cung cơ của nó là flip flop. Cái này chính là những cái phần tử nằm trong cái bộ nhớ của mình, RAM hay là ROM hay là cái gì đấy, nó là bao gồm những cái tổ hợp rất nhiều cái flip flop này kết hợp với cả các cái cổng logic và cái sự cấu trúc sắp xếp vân vân các thứ.
Đấy. Rồi, rồi cả những cái bộ cộng, bộ trừ, bộ so sánh cũng sử dụng các flip flop này. Và bên dưới còn có cả những cái bộ ghi dịch, shift, register, vân vân vân. Đấy. Các thầy cô có thể làm được rất nhiều các dự án. Tôi nói thật là với từng này linh kiện thì các thầy cô có thể làm được rất rất nhiều dự án bằng cách giả lập ở trên này. Đấy. Thì cái việc giả lập ở trên này nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Trang web Autodesk, tức là thầy đang muốn hỏi về website nào. Autodesk nó là một cái trang, ví dụ như thầy có biết đến cái phần mềm Autodesk. Tôi cũng không rõ lắm là thầy đang muốn hỏi. Vâng đấy, đúng rồi, Thinkercad chứ không phải là Autodesk đó. Đây là một cái nền tảng về cho giáo dục, cái hãng Autodesk này. Cho cái hãng Autodesk này của chúng ta là một cái hãng mà trước đây nó nổi tiếng, rất nổi tiếng về các phần mềm liên quan đến thiết kế công nghiệp. Đấy, các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Rất nổi tiếng, trong đấy có những cái phần mềm mà nó gọi là đi thành kinh điển rồi. Mà không một ai học về các lĩnh vực, đặc biệt là cơ khí hoặc là thiết kế chế tạo mạch điện tử không biết đến. Ví dụ như AutoCAD này. Đấy, AutoCAD này thì có lẽ là ai ai mà từng học trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ rồi thì đều phải biết đến cái phần mềm này. Tại vì tất cả các cái bộ môn học về kỹ thuật, ngày trước tôi nhớ ở Bách Khoa ấy, là học về môn cơ khí, là phần thực hành cơ khí thì phải. Tôi không phải học sinh viên cơ khí mà tôi còn phải học nữa. AutoCAD. Rồi, rồi một số phần mềm thiết kế đồ họa như là 3ds Max này hay là Fusion 360 này, đang rất là nổi. Đó. Và một cái nền tảng và họ cung cấp cho chúng ta cái nền tảng Thinkercad này là nền tảng giáo dục. À, bởi vì vâng thưa thầy Đạt, là bởi vì vừa nãy thầy có hỏi về cái Autodesk đấy thì tôi cũng có phân tích một chút ạ. Thế là thôi thưa thầy. Thưa thầy Đạt, là bởi vì vừa nãy thầy có hỏi về phần mềm mà về về cái nền tảng Autodesk thôi. Ok rồi. Đấy thì tôi đã giới thiệu xong cái phần nền tảng phần mềm rồi. Cái này thứ chắc là từ buổi trước tôi đã giới thiệu, nhưng chắc là có một số thầy cô buổi trước chưa cho vào cùng chúng ta nên là hôm nay còn cảm thấy là nó hơi mới. Nhưng mà nếu các thầy cô mà có giảng dạy thì tôi cũng rất là khuyến khích ấy, là sử dụng cái nền tảng này. Nó vừa online này, nó vừa tạo được lớp học này. Đấy, như trước tôi cũng có nói đúng không ạ? Đây, tôi cũng đã tạo một cái class ở đây rồi. Hôm trước tôi cũng có bảo tôi tạo class. Đây, thầy tôi. Đây, SIC Hải Phòng City Channel Trainer 2021 CNP course này. Tôi cũng sẽ tạo một cái nền tảng lớp học như này để sau này chúng ta sẽ cùng nhau join vào đây và chia sẻ các cái vấn đề liên quan đến dự án, rồi liên quan đến chuyên ngành, chuyên môn vân các thứ trong quá trình chúng ta làm việc. Còn lại cái địa chỉ trang web các thầy cô chú ý ở kinkercad.com đấy. Có cô Thìn đã gửi cái link vào rồi nên là tôi cũng sẽ không cần phải nói lại nữa. Rồi rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái bài giảng ngày hôm nay của chúng ta. Đấy. Hôm trước là tôi cũng đã giới thiệu qua về những cái hàm, về những cái cấu trúc cơ bản của việc lập trình Arduino đúng không ạ? Như là các hàm liên quan đến thời gian này, các hàm quy định cái chiều của chân cắm, input, output là chiều vào hay ra của tín hiệu trên chân cắm. Tôi cũng đã giới thiệu về cái cách thức mà xuất tín hiệu đúng không ạ? Digital write đấy. Vâng, đấy là những cái cơ bản nhất của cơ bản. Và tôi cũng đã có nói cả, mà tôi còn nói cả về cái cấu trúc của chương trình nữa rồi đúng không ạ? Là chúng ta phải có bao giờ cũng phải có, chúng ta có bao nhiêu cái chương trình con đi nữa, cái procedure hay là function đi nữa, thì đến cuối cùng chúng ta vẫn phải có hai cái thủ tục cơ bản nhất là setup và loop. Trong một cái chương trình Arduino thì không thể không có hai cái thủ tục đấy, đấy là hai thủ tục bắt buộc phải có, không có là chương trình báo lỗi ngay rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần thứ ba, là phần chúng ta sẽ có nhiều cái nội dung gọi là nâng cao hơn một chút. Chúng ta sẽ làm việc dựa trên cái việc là, tức là tôi sẽ đưa cái mô hình ở đây, là chúng ta ngoài cái việc là chúng ta tìm hiểu về những hàm về chức năng, tôi sẽ còn có giới thiệu cả về những cái việc kết nối với cảm biến và động cơ để các thầy cô có thể
có cái nhìn trực quan và dễ thấy hơn. Rồi, về nội dung của phần này thì sẽ có 3 phần. Thứ nhất là các kiến thức cơ bản, phần thứ hai là một số cái bài thực hành nhỏ nhỏ thôi trên trong buổi làm việc của chúng ta thôi. Và phần thứ ba là một số cái bài tập để chúng ta luyện tập và các thầy cô có thể tham khảo cái cách thức để chúng ta xây dựng bài tập luyện tập cho học sinh. Đấy. Rồi, phần một kiến thức cơ bản. Thì đầu tiên, ở đây có lẽ các thầy cô cũng nhận thấy một điều, và trong quá trình mà chúng ta giảng dạy cho học sinh ấy, hoặc là các thầy cô từng có kinh nghiệm thì đều nhận thấy là quanh đi quẩn lại, khi mà chúng ta làm việc với Arduino thì nhiều nhất vẫn là làm việc với, một là các thiết bị hiển thị, mà ở đầu là tôi cũng đã sử dụng một loại thiết bị hiển thị rất là đơn giản, đó chính là các đèn LED, tức là nó chỉ thể hiện được hai trạng thái là sáng hoặc không sáng. Còn có nhiều loại thiết bị hiển thị nó phức tạp hơn một chút, đúng không ạ? Ví dụ như là LED 7 thanh, đấy, 7 segment LED này, cái LED 7 thanh nó có thể hiện lên được các số, rồi LED 7 thanh chúng ta lại có thể hiển thị được, chúng ta có các bài toán người ta gọi là quét LED, hiển thị không phải một con LED 7 thanh mà N con LED 7 thanh như thế nào, đó, nó là một bài toán hiển thị như thế. Rồi hiển thị phức tạp hơn nữa thì có thể có các màn hình, đúng không ạ? Đấy, có ví dụ như thể chúng ta có cái màn hình LCD 1602, đấy là loại dễ nhất rồi. Rồi cao hơn nữa là chúng ta có thể có những cái màn hình LCD hoặc là OLED mà nó kết nối với điều khiển, không phải là trực tiếp qua các chân song song như là cái LCD 1602 đấy, mà nó sẽ kết nối qua cái chuẩn giao tiếp thường thường gặp là I2C, đúng không ạ? Đấy, các thầy cô có thể là cũng đã rất là quen thuộc với cái những cái như thế, với những thầy cô mà đã từng sử dụng Arduino để làm cái nền tảng giảng dạy lâu năm rồi thì cũng thấy nó rất là quen thuộc thôi. Rồi cái I2C đấy mà nếu mà chúng ta mà không có các bộ thư viện sẵn ấy, thì làm cũng vất vả, làm cũng khá vất vả. Nhưng bây giờ thì hầu như là linh kiện nào mà ngoài thị trường có bán thì các thầy cô lên mạng Google cái tên của nó ra là cũng sẽ tìm cái bộ thư viện tương ứng để điều khiển nó cho Arduino rồi. Đấy. Rồi, đấy là bộ hiển thị, đúng không ạ? Thứ hai, làm việc với Arduino thì gặp ba loại linh kiện tôi vừa nói xong. Một là hiển thị, và hai là gì? Là các cảm biến. Các cảm biến thì có hàng hà sa số, vô cùng nhiều thể loại, đúng không ạ? Cảm biến siêu âm dùng để xác định vật thể hay là để đo khoảng cách, cảm biến hồng ngoại, rồi là cảm biến quang trở, rồi là cảm biến màu sắc, đấy, như trên cái hình, trên cái slide này của tôi đây. Các thầy cô nhìn thấy cái này đấy, chúng ta có đây là cái cảm biến màu sắc này, đó, nó cảm nhận được ba màu, tức là nó sẽ phân tích được cái quang phổ ba màu RGB, red, green, blue, dựa vào ba màu này nó sẽ phân tích cho chúng ta ra, tức là một vật thể đưa vào nó sẽ phân tích được là cái mức độ hỗn hợp của ba loại màu sắc đấy là ra làm sao, vân vân. Đó, cái này cũng khá là hay, thường người ta hay sử dụng cái này trong việc phân loại sản phẩm. Rồi rất nhiều cái loại cảm biến khác nhau như thế hiện nay đang có, và với những cái cảm biến khác nhau thế có thể cho chúng ta ra vô vàn những cái bài thực hành và vô vàn những cái ý tưởng để thực hiện cái dự án khoa học kỹ thuật nào đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sang đến các gọi là cái khối chấp hành. Khối chấp hành ở đây thì thường thấy nhất là gì ạ? Là chính là các cái động cơ. Động cơ là cái actuator, cái khối chấp hành, cái thiết bị chấp hành mệnh lệnh. Chúng ta thu các thông tin về, chúng ta hiển thị nó ra và chúng ta thực hiện các công việc chấp hành gì gì đó vân vân. Thì thường thấy nhất bao giờ là động cơ rất là phong phú. Có động cơ điện xoay chiều, có động cơ điện một chiều, có động cơ servo, có động cơ bước. Đấy, nó rất là phong phú và tùy vào từng cái tính chất, tùy vào từng cái yêu cầu của dự án mà chúng ta sẽ lựa chọn cái loại động cơ cho nó phù hợp. Thì cái tôi cũng sẽ không trình bày quá dài dòng ở đây. Rồi, vậy thì bây giờ phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau hiểu xem cảm biến là cái gì. Ở đây thực ra ấy, là nếu như mà các thầy cô có tìm hiểu sẽ thấy rằng là cái bộ môn kỹ thuật cảm biến nó là một cái bộ môn rất là phức tạp, rất là dài dòng. Trên đại học nó cũng là một môn, là môn kỹ thuật cảm biến. Hầu như sinh viên nào mà học các cái chuyên ngành liên quan đến điện tử hoặc là nói chung là có làm việc với cả điện tử thì đấy, ví dụ như là công nghệ robot này hay là tự động hóa thì vân vân, thì đều đương nhiên là sẽ phải học cái môn kỹ thuật cảm biến rồi. Thì cái môn học đấy nó là môn học khá là hay theo đánh giá của tôi, nó khá là hay nhưng mà nó cũng không hề dễ, tại vì
cảm biến mà chúng ta sử dụng là nó đã được các cái hệ thống máy móc đo đạc cân chỉnh đếm biết các thứ vân vân, nó rất là chuẩn rồi. Còn cái cảm biến mà chúng ta học theo cái cách là để chế tạo ra một cái cảm biến ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện khác hoàn toàn, cực khó luôn. Và nếu mà các thầy cô ví dụ lên cao học thì chúng ta có thể là sẽ phải học thêm một cái bộ môn gọi là kỹ thuật mem nem. Nó chính là những cái hệ thống cảm biến mà có cái kích cỡ siêu nhỏ, micro đấy và nano đấy. Mem nem các thầy cô thì nghe nhiều đấy, khá là hay, đặc biệt là trong lĩnh vực y sinh người ta dùng cái rất là nhiều. Có một cái mà tôi nói ở đây có lẽ là các thầy cô cũng thấy lạ, không phải các thầy cô sẽ thấy nó rất là một cái đấy chính là cái cao dán ấy, cái cao dán salon pass của chúng ta. Khi mà dán lên người, các thầy cô để ý thấy một điều là tại làm sao chúng ta dán một cái miếng cao salon pass ở ngoài da mà cái vết đau nó ở sâu trong cái khối cơ của mình, nó lại được đánh tan cái vết đau hay là cái vết căng cơ bầm tím gì đấy không ạ? Làm thế nào để cái dược lực của cao trên cái cao ấy nó thẩm thấu vào được da người? Đấy chính là một cái câu chuyện mà rất nhiều người không để ý, không có gì đâu ạ. Cái công nghệ mà chế tạo ra cái cao đấy, cái bề mề mặt cao ấy thực rất là công nghệ mem thôi. Tức là gì, chúng ta sẽ có, tức là nếu các thầy cô mà đưa lên kính hiển vi quan sát thì lại thấy là dưới cái bề mặt cao ấy nó có rất rất nhiều những cái mũi kim siêu nhỏ được chế tạo bởi những công nghệ micro và công nghệ nano. Những cái mũi kim đấy khi chúng ta dán lên da là chính là chúng ta đang châm rất nhiều những kim đó lên da mình, lên cái lớp biểu bì của mình, và nó sẽ bơm dần dần, nó sẽ thẩm thấu dần dần những cái thuốc ở trên cái cao đấy qua da và thẩm thấu vào cơ của chúng ta. Đó chính là một cái ứng dụng cơ bản của nó. Hiện nay là vẫn còn rất là nhiều thầy cô vẫn chưa vào được. Ok rồi, không biết là ở dưới Hải Phòng chúng ta, là thành phố Hải Phòng ta, là sở đang làm gì với cả cái tài khoản mà lại lâu thế. Từ tôi nhớ là từ buổi trước các thầy cô cũng đã có nói là sở chưa kích hoạt tài khoản từ buổi trước rồi. Cái chuyện đấy thì cũng hy vọng các thầy cô chưa vào được cũng sẽ nhanh chóng giải quyết để vào. Rồi tôi tiếp tục thì cái ứng dụng của những cái công nghệ ở cái mức độ siêu nhỏ như thế rất là nhiều. Đó. Thế nên là đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, tại vì ngày trước là tôi cũng tôi là làm luận văn và luận án là theo cái lĩnh vực đấy, là xử lý tín hiệu, đặc biệt là trong cái phần là xử lý tín hiệu để phát hiện ung thư sớm. Cho nên là tôi cũng có rất là nhiều cái tìm hiểu và nghiên cứu trong cái lĩnh vực đó. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ở đây là cảm biến là gì. Rất là nhiều, tôi có để ý thấy này, là trong cái quá trình mà tôi cũng có tham gia làm việc cùng với cả các bạn học sinh, thì các bạn làm việc rất là tốt, các bạn rất là hiểu cái nguyên lý làm việc của những cái cảm biến vân vân vân. Nhưng mà rất là nhiều bạn học sinh khi mà tôi hỏi một câu rất đơn giản này là thế em hiểu thế nào là cảm biến, thì rất ít bạn học sinh trả lời được. Không nhiều, không, nó rất ít, không nhiều bạn học sinh trả lời được và trả lời đúng. Tức là cái cách hiểu các bạn về cái cảm biến ấy là nó rất là mù mờ. Các bạn chỉ hiểu được là đây là một cái thiết bị và em làm đúng như thế này thì nó chạy và nó vận hành. Thế nhưng mà các bạn lại không hiểu được rằng là cái cảm biến của chúng ta nó là cái rất quan trọng. Trên thế giới hiện nay gần đây tôi có tham gia một cái hội thảo online thôi, thì trong đó người ta định hình ba cái mũi nhọn của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới. Thứ nhất là công nghệ cảm biến. Đấy, công nghệ cảm biến. Và thứ hai là công nghệ IoT. Và thứ ba là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ba công nghệ đấy chính là ba công nghệ mũi nhọn
mà sẽ đưa con người chúng ta đến với cả cái kỷ nguyên mới nhất. Tại vì khi kết hợp cả ba cái đấy đấy lại với nhau, mà nếu chúng ta lên đến đỉnh cao và kết hợp được ba thứ đó, có nghĩa là chúng ta đang có thể tạo ra được một cái sự sống mới, cảm biến giúp cho một vật thể có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, IoT giúp cho vật thể đấy có thể thu nhận và kết nối được kiến thức một cách nhanh chóng nhất có thể, và AI giúp cho vật thể đấy có thể định hình được khái niệm thế nào là học và thế nào là trí thông minh. Như vậy một vật thể mà có thể kết hợp được ba thứ đó lại thì đó chính là một con robot trong các cái câu chuyện viễn tưởng chúng ta, đúng không ạ? Một con robot có trí tuệ, có khả năng học hỏi, có khả năng kết nối và có nguồn tri thức vô hạn và có khả năng cảm nhận được thế giới xung quanh. Thế là chúng ta có thể phân tích ra một cách ngắn gọn và đơn giản như thế. Thế cho nên là việc mà học sinh tiếp cận với cảm biến là điều rất tốt, nhưng các bạn cũng cần phải hiểu được cảm biến là cái gì và chúng ta đang có những loại cảm biến đâu. Một cái điện thoại di động thông minh của chúng ta thôi mà nó phải chứa đến mấy chục cái cảm biến rồi, nên chúng ta còn chưa nói đến cái hệ thống tinh vi hơn như thế rất nhiều, đúng không ạ? Rồi thì cảm biến, tôi cũng thể nói nôm na cái phần mà tôi viết đây hoàn toàn là những cái viết nó rất là đơn giản hóa. Chứ còn nếu các thầy cô mà tìm kiếm định nghĩa của cảm biến thì nó thì mà chúng ta lại dạy cho các bạn học sinh lớp 7, lớp 8 định nghĩa về cảm biến như là các nhà khoa học, như là các nhà nghiên cứu định nghĩa, thì chắc là các bạn sẽ cảm thấy nó rất là khó nhập vào đầu. Thế nên tôi cũng cố gắng là diễn giải cái cảm biến này theo một cái ý nó đơn giản hơn. Có nghĩa là gì? Cảm biến là một cái loại thiết bị hoặc là những thiết bị nó có thể cảm nhận được những cái sự việc xung quanh đang diễn ra nó, xung quanh nó. Và việc cảm nhận này nó có thể tùy thuộc vào mỗi một cái loại cảm biến khác nhau, nó lại có thể cảm nhận được cái hiện tượng khác nhau. Ví dụ cảm biến ánh sáng thì cảm nhận được ánh sáng, cảm biến quang thì cảm nhận được cảm biến âm thanh thì cảm nhận được âm thanh đó. Rồi ví dụ như cảm biến màu sắc này, mỗi một loại nó có rất nhiều thứ khác nhau, cảm biến nhiệt độ này đấy, vân vân. Cái cách thức mà những cảm biến này nó hoạt động như nào là nó thu về các cái tín hiệu đấy, chúng ta gọi là tín hiệu tự nhiên. Vì thế những cái sự vật đang diễn ra vận hành một cách người ta gọi là rất tự nhiên xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Nó cảm nhận được những cái tín hiệu tự nhiên đấy và chuyển hóa toàn bộ những cái tín hiệu tự nhiên mà chúng ta thường hay gọi là tín hiệu vật lý, những cái tín hiệu tự nhiên đấy thành những cái tín hiệu, thành loại tín hiệu mà máy móc có thể hiểu được. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái cỗ máy, chúng ta bê nó ra để trước ánh sáng, nó cũng chả hiểu ánh sáng là cái gì, đúng không ạ? Máy nó đâu có hiểu ánh sáng là cái gì, máy nó đâu có hiểu lời bài hát là cái gì, máy nó đâu có hiểu màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu tím, màu hồng nó là cái gì đâu. Mà nó cần phải được một cái thiết bị, đó chính là cảm biến, nó dịch lại những cái đó thành một cái loại tín hiệu nào đó mà nó hiểu được. Và chúng ta nhận thấy một điều là ở thời đại ngày nay, cái thứ mà một cái máy hiểu được và hiểu nhanh nhất, hiệu quả nhất vẫn cứ là chuyển hóa thành các tín hiệu số, các tín hiệu nhị phân, có đúng không ạ? Đấy, cứ 0101, một chuỗi 0101101. Thế nên chúng ta mới dùng cái từ là số hóa là vì thế. Cái số hóa ở đây là số hóa rất nhiều thứ. Chúng ta số hóa là không những là số hóa những cái liên quan đến văn bản, chứng từ, các thứ đó, mà cái số hóa chúng ta phải nói rộng rãi ra nữa là chúng ta đang số hóa cả xã hội, cả thế giới này. Cái tham vọng của chúng ta là tất cả mọi thứ trên đời này, cái gì có tồn tại, cái đó có thể số hóa được. Ở đây có lẽ các thầy cô không biết là có xem phim, có hay xem phim không, nhưng mà có những cái bộ phim, không biết thầy cô nhớ không, là người ta tạo ra một cái thế giới ảo. Đấy, trong cái thế giới ảo đấy là con người của chúng ta là tham gia nó, tức là chúng ta đeo đội những cái mũ để tham gia vào, tức là chúng ta sống trong cái thế giới ảo đấy, là cái người diễn viên, cái nhân vật trong bộ phim đấy, họ sống trong cái thế giới ảo đấy như một cái thế giới thật đó. Thì đấy chính là cái điều mà chúng ta đang tham vọng đấy, là chúng ta có thể số hóa được toàn bộ thế giới này, toàn bộ mọi sự vật, sự việc, hiện tượng xung quanh chúng ta đấy đều sẽ nằm ở trên một cái máy nào đó hết. Nhưng tất nhiên là cái tương lai có thể đạt được cái điều đấy nó còn xa lắm, đặc biệt là với cả những cái máy móc hiện nay của chúng ta. Cái cỗ máy tính của tương lai mà tôi cũng không biết được là bao nhiêu chục năm nữa nó sẽ thành sự thật, tôi cũng hy vọng là nó sớm, đó là một cái cỗ máy mạnh mẽ, mạnh đến cái mức mà nếu cỗ máy đấy thực sự nó hoàn chỉnh
và nó có thể trở thành một cái gì đó có thể bán thương mại được ấy, thì chúng ta có thể quên đi tất cả những cái thứ công nghệ trước đây chúng ta từng có, đó là máy tính lượng tử. Không biết là các thầy cô đã từng bao giờ nghe nói đến máy tính lượng tử chưa, hoặc là đã từng tìm hiểu về nó chưa? Nhưng mà máy tính lượng tử là một cái lĩnh vực mà thực sự nó rất thú vị. Tôi cũng rất là thích thú với phần đấy, và cũng có tìm hiểu thôi chứ không dám nói là nghiên cứu, tìm hiểu đấy. Nhưng mà thấy nó quá khó cho nên là cũng chưa dám tìm hiểu nhiều. Cái máy tính lượng tử đấy ngay trên thế giới nó rất ít, rất ít, không có nhiều hãng trên thế giới dám nghiên cứu và phát triển cỗ máy tính đấy. Có một công ty, tôi không nhớ nằm ở đâu, tôi nhớ chỉ nhớ nằm ở châu Âu rồi phải, là đang phát triển một cái máy cỗ máy tính lượng tử là đã gần đạt đến cái mức độ là hoàn chỉnh. Tức là sao? Tức là hiện nay người ta còn đang phải đi chứng minh được là những cái cỗ máy tính lượng tử đấy có thể xử lý được các phép toán cách chính xác đó, còn đang phải tìm cách chứng minh chứ còn chưa áp dụng được đâu. Nhưng mà không sao, tôi cũng hy vọng là cái ngày đấy nó sẽ đến rất là gần, tại vì là ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua, chứ đừng có nói là năm nay khác năm qua. Ví dụ như là 3 năm trước hay 4 năm trước chẳng ai nghĩ được là chúng ta lại có một cái xã hội mà đang phải chật vật trước một con virus như bây giờ, đúng không ạ? Loài người của chúng ta là lâu lắm rồi phải đối mặt với cả một cái thảm họa như thế này. Cái lần gần nhất mà chúng ta phải đối mặt với nó là từ thời 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 Trung Cổ rồi, từ cái thời mà vẫn còn những cái dịch bệnh như là cá chết đen ở châu Âu hay gì đấy. Thế nên là công nghệ mỗi một ngày nó lại thay đổi, mỗi một năm lại thay đổi. Những ai mà đã chót chót gọi là đam mê và đã chót gọi là lựa chọn cái lĩnh vực khoa học công nghệ để làm cái sự nghiệp thì cũng là một cái thiệt, là bởi vì chúng ta liên tục phải cập nhật, liên tục phải đổi mới, nếu không là chúng ta chậm tiến ngay. Đấy, những cái lĩnh vực khác, những cái ngành nghề khác có thể là nó không khác quá nhiều, thậm chí là 10 năm, 20 năm, 30 năm, mấy chục năm mới có một cái gì đó thay đổi nho nhỏ. Nhưng mà riêng khoa học kỹ thuật công nghệ ấy, là chúng ta phải thay đổi liên tục, thay đổi thường xuyên luôn. Mỗi một lúc nó lại có một cái gì đấy mới, mỗi một ngày trên thế giới nó lại ra một cái phát minh mới. Thế nên là nếu nếu chúng ta thực sự là mong muốn làm được, làm tốt thì mình cũng phải luôn luôn trau dồi. Không những là học sinh phải học, sinh viên phải học, mà bản thân chúng ta thôi, là các thầy cô hay là bản thân tôi cũng thế thôi, là chúng ta cũng đều phải luôn luôn cập nhật kiến thức mới, luôn luôn cố gắng vươn lên. Đấy, phải vươn lên và luôn luôn cố gắng làm mới bản thân mình hơn. Ok, rồi tiếp tục. Thì cái cảm biến đấy nó có thể tính toán được, nó đo đạc được. Cái việc tính toán và đo đạc như thế nào nó lại phụ thuộc với công nghệ mà nó được trang bị, phụ thuộc vào cái việc là cái tính năng cụ thể của từng loại cảm biến, mà nó sẽ có các phương pháp tính toán khác nhau. Nó sẽ đo đạc được thông số các đại lượng vật lý như là ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, va chạm hay là khoảng cách, vân vân. Tức là tất cả những đại lượng vật lý đấy. Hay mà nói cách khác, chúng ta có thể hiểu là một cái hệ thống thông qua cảm biến, một cái hệ thống, một cái máy, nó có thể cảm nhận được môi trường xung quanh giống như là các cái giác quan của con người. Ở đây là tôi để 5 giác quan như thế này là cho nó dễ tiếp cận với các bạn học sinh lớp nhỏ thôi. Chứ còn thực chất là trên cơ thể người của chúng ta không phải chỉ có 5 giác quan đúng không ạ? Chúng ta có đến rất rất nhiều giác quan, tôi không nhớ bao nhiêu giác quan nữa, vậy mười mấy à, mười mấy hay hai mấy giác quan gì đấy khác nhau. Có những cái loại giác quan mà có lẽ là chúng ta cảm thấy là nó không mấy khi được để ý đến, nhưng có một cái giác quan ngay đây thôi là chúng ta có thể cảm nhận được, đó chính là cái sự giữ thăng bằng. Chúng ta có cái giác quan chúng ta giữ thăng bằng. Tại sao khi chúng ta nằm chúng ta hiểu chúng ta đang nằm, chúng ta đứng chúng ta hiểu chúng ta đang đứng, là vì có thể trong sinh học tất cả chúng ta đều biết là trong ốc tai của mình, đúng không, nó có chứa một cái vùng trong tai của mình, tai trong của mình nó có một cái gọi là cái ốc tai đấy. Trong ốc tai đấy nó chứa một cái chất dịch mà khi chúng ta thay đổi cái tư thế, chất dịch nó nghiêng theo cái hiện tượng say xe của con người chúng ta, chính là khi mà bộ não của mình nó không theo kịp được với cả cái sự biến đổi của cái phần đấy, cái ốc tai đấy, đấy. Hay là cái bệnh tiền đình, một phần bệnh tiền đình có thể do thiếu máu lên não đấy, nhưng mà một phần cái bệnh mà say xe, một phần cái chứng say xe đấy là do cái vấn đề đó, chúng ta không tạo được cảm giác thăng bằng cho bản thân, não của mình nó không xử lý kịp rồi đấy. Tức là chúng ta còn rất nhiều giác quan nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ có một loại giác quan.
Và thực chất trong cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu ấy, khi mà các nhà khoa học nghiên cứu về cơ thể người, họ mới cảm nhận thấy thực ra bản thân cơ thể người chúng ta là đang chứa gọi là một lượng khổng lồ các cái cảm biến. Vì khoa học chứng minh từ rất lâu rồi đúng không ạ, là não bộ của chúng ta hoạt động là dựa trên các xung điện đấy, xung điện một chiều, các khớp thần kinh, các neuron thần kinh nó liên tục tạo ra các cái xung điện truyền truyền dẫn qua lại và tạo ra cái tín hiệu thông tin toàn toàn bộ cơ thể của mình. Cái hệ thần kinh của mình cũng vậy, hệ thần kinh của mình nối từ trên bộ não xuống tất cả các cái ngõ ngách trong cơ thể của chúng ta thông qua cái xương sống và thông qua các dây thần kinh. Thì chính là gì? Chính là việc nó truyền đi các tín hiệu xung điện, có đúng không ạ? Đấy. Thì cái việc mà truyền đi các tín hiệu xung điện đấy và cái việc một cái cỗ máy nó cũng có các cái tín hiệu điện như thế, các thầy cô thấy bắt đầu đã có sự tương đồng như vậy. Đó. Thế cho nên là người đang nghiên cứu nhận thấy là cơ thể con người, tất cả các giác quan đều có thể quy đổi thành một cái loại máy móc nào đó. Miễn sao mà tìm ra được công nghệ để có thể số hóa được các cái giác quan đấy là có. Đó. Thế nhưng hiểu biết thôi chứ làm nói hiểu, biết về nguyên lý và nguyên tắc hoạt động nó là như vậy. Nhưng có thể replicate được nó không, tức là có thể tái tạo được nó không thì lại là cả một cái vấn đề. Đấy, cho nên là ước vọng của con người chúng ta, tôi xin nói vui là ước vọng của con người chúng ta từ xưa đến giờ là gì? Là lúc nào chúng ta cũng mong muốn được trở thành chúa trời, đúng không ạ? Tức là con người mình luôn luôn khao khát là có thể tự 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 chúng ta sản sinh ra một sự sống được, một cái sự sống nhân tạo đấy. Nhưng tất nhiên điều đó nó còn xa lắm, rất rất xa. Rồi rồi thì các cảm biến hiện nay được sử dụng nhiều nhất ở đâu? Cái ngành, cái lĩnh vực ấy, mà sử dụng và có ứng dụng nhiều nhất các cảm biến và cũng là cái ngành mà thúc đẩy cái việc các cái cảm biến này nó phát triển nhanh hơn, đó chính là lĩnh vực robotic, chế tạo robot. Về cơ bản thì bây giờ là có thể hiểu là một con robot nó được trang bị các cảm biến có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như những con robot bây giờ tôi nhớ không nhầm là có những cái AI mà được trang bị phần cứng, là những con robot đấy nó được trang bị những cái cảm biến có thể cảm nhận được, ví dụ như là ngoại hình. Chẳng hạn như chúng ta, thì các thầy cô để thấy không ạ, chúng ta là con người, chúng ta nhìn một cái thứ gì đấy và chúng ta biết được nó là cái gì. Chúng ta nhìn hai cái con người khác nhau, ví dụ trước mặt tôi là một người A, bên cạnh đấy là một người B, và tôi hoàn toàn có thể distinguish, là tôi có thể hoàn toàn phân biệt được đâu là người A và đâu là người B. Đó. Tại sao lại như thế? Chúng ta đang, tức là kiểu bởi vì bộ não của chúng ta đã được lập trình sẵn là như vậy, và đôi mắt của chúng ta chính là cái phương án, phương tiện của chúng ta là cái cảm biến để chúng ta nhận biết được đây là người A, kia là người B. Thế nhưng chúng ta lại cảm thấy điều đó quá bình thường, đúng không ạ? Thực ra nó cũng quá bình thường thật, tại vì con người chúng ta lập trình như thế rồi. Thế cho nên là nhưng khi mà chúng ta tìm cách để biến cái thứ đấy thành một thứ nằm ở trên một cái máy thì mọi thứ lại khác biệt hoàn toàn. Rồi, hay là nó có thể có khả năng cảm nhận âm thanh, nó cảm nhận được là đâu là âm thanh của loại vật thể gì, đâu là âm thanh của vật thể gì. Đấy, ví dụ như chúng ta nghe giọng nói, chúng ta nghe giọng của một người này khác giọng của người kia, chúng ta nghe âm thanh của tiếng sáo nó khác với âm thanh của tiếng đàn guitar chẳng hạn thế. Tất cả những cái đó thì đều nó sẽ phải được số hóa lên hết thông qua cảm biến, vân vân vân. Hiện nay các cảm biến này bây giờ nó phát triển mạnh lắm rồi. Hôm trước tôi có xem một cái clip của công ty ở bên Nhật, họ đã có thể chế tạo ra được một cái con robot mà cái khả năng giữ thăng bằng của nó bây giờ là tuyệt vời. Nó có thể hoạt động và chạy như một người bình thường, vượt chướng ngại vật, trèo qua chướng ngại vật, xong rồi nhảy qua các cái vật cản, vân vân vân. Tức là người ta đã bắt đầu phát triển được cái phần cứng của robot, nó rất là ưu việt rồi. Ok, tức là nói vui một chút thôi, một trong những cái giác quan khó nhất khi thiết kế bất cứ một robot nào đó chính là khả năng tự giữ cân bằng. Con người chúng ta là một cỗ máy thực sự, mà tức là tôi nghiên cứu về lĩnh vực y sinh thì điện tử y sinh thì tôi thấy một trong những thứ tuyệt vời nhất của con người mà rất khó để sao chép được thì chính là khả năng tự cân bằng lại bản thân. Nhìn có vẻ đơn giản đúng không ạ, nhưng thực ra không hề đơn giản một tí nào nữa.
Đấy là một trong những thứ tinh xảo nhất mà tự nhiên ban cho chúng ta, cái khả năng tự giữ cân bằng đấy. Ai mà đã từng can thiệp vào, ai được thử nghiệm chế tạo thì rồi mới hiểu được khó khăn như thế nào. Ok, rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái phần là phần phân loại cảm biến. Phân loại cảm biến là gì? Tất cả cảm biến mà chúng ta AI đang có đều có thể được phân thành hai loại cơ bản. Thực ra thì nó thành phân thành nhiều loại lắm. Cách phân loại này thì tùy vào mỗi một cái một gọi là một cái góc nhìn khác nhau mà nó sẽ được phân loại khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì người ta thường lựa chọn cái việc gọi là phân thành hai nhóm lớn dựa vào cái tín hiệu xử lý của cái cảm biến đó. Thì có hai loại là cảm biến số và cảm biến tương tự. Thì cái này đúng như tên gọi của nó, cảm biến số là gì? Cảm biến số là loại cảm biến mà giá trị thông số nhận được nó chỉ có hai chế độ là 0 và 1, tức là 0% hoặc 100%. Cái loại cảm biến số như thế này thì thường là nó sẽ có hai cái, tức là thường là nó sẽ có một cái cách giải thích là gì? Có kích thích thì xảy ra hiện tượng và cảm nhận được hiện tượng đấy, không có kích thích thì không có hiện tượng xảy ra. Đấy, chúng ta hiểu là như vậy. Kích thích ở đây tức là chúng ta có một cái hiện tượng gì đó xảy ra, ví dụ chúng ta chiếu ánh sáng vào cảm biến này, hay là chúng ta phát âm thanh để cảm biến cảm nhận được này, hay là chúng ta rung lắc cái gì gì đấy. Có sự rung lắc thì nó thể nó biết được là à đang có rung lắc thế thôi, nó không đo được cái rung lắc đấy là cái gì. Đây ví dụ vậy. Cảm biến số là như thế. Có rất nhiều người bị nhầm lẫn một cái như này. Tôi lấy ví dụ như là ở đây có lẽ các thầy cô cũng đã từng làm việc rất là nhiều với cả một cái loại cảm biến, đó là cái con cảm biến nhiệt độ, đúng không ạ? Đấy, cảm biến nhiệt độ độ ẩm, ví dụ DHT11 hay gì đó. Thì khi các thầy cô đọc về cái vấn đề mà đọc về cái cách thức sử dụng và cái cấu trúc của nó thì đều thấy là tín hiệu nó trả về rất là một cái chuỗi các số nhị phân 0110010 gì đấy, và chúng ta quy đổi cái con số đấy ra thành con số thập phân để ta biết được là cái giá trị mà nó đang đo được là bao nhiêu, nhiệt độ là bao nhiêu. Thực ra ấy, là tất cả những cái con cảm biến đấy đã gọi là đo nhiệt độ độ ẩm thì đương nhiên nó phải là cảm biến tương tự vậy, đúng không ạ? Thế nhưng tại sao nó lại chuyển hóa những con số số như thế? Là bởi vì trong những con cảm biến đấy thực ra là nó đã được tích hợp thêm một cái bộ chuyển đổi rồi. Hồi trước tôi có nói rồi đúng không ạ? Đấy là bộ chuyển đổi ADC đấy, Analog to Digital Converter. Tức là tất cả các cái cảm biến mà nó cho chúng ta ra kết quả đo trực tiếp, ta chỉ việc chuyển từ con số nhị phân thành con số thập phân và quy nó ra thành thành số nhiệt độ độ ẩm thì đấy, tôi ví dụ thế. Thì thực ra mà nói là do nó đã bên trong nó cái cảm biến đấy của mình ấy, nó là một hệ thống mà. Bên trong nó không phải chỉ có mỗi một cái phần là cảm nhận mà nó còn có cả cái phần là chuyển đổi ấy. Chứ nếu mà chỉ có mỗi phần cảm nhận thôi thì không bao giờ mà thầy cô có thể lấy được con số nhị phân đâu. Đấy. Phần này là rất nhiều người nhầm này. Không phải là chỉ có học sinh, sinh viên đâu, mà kể cả những người có làm chuyên sâu về nó cũng rất là hay nhầm như thế. Tức là khi mà tôi hỏi là thế thử phân loại cho tôi một số loại cảm biến phổ biến trên thị trường hiện nay là số và tương tự, thì rất người nhiều người hay xếp với cái loại cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm đấy vào loại cảm biến số. Thế là sai hết, tất cả nó đều là cảm biến tương tự hết ạ. Chẳng qua chỉ là nó có tích hợp, tôi nhắc lại là nó tích hợp sẵn một cái bộ chuyển đổi thì nó mới thu về cho chúng ta cái tín hiệu số thôi đấy. Thậm chí là bên trong nó còn là một cái mạch điện tử nhỏ nhỏ luôn. Ví dụ như là có con DHT11 đúng không? Các thầy cô thấy không ạ? Là cấu trúc nó là gì? Là các thầy cô sử dụng một cái loại giao tiếp, người ta gọi là chuẩn giao tiếp. Cái chuẩn giao tiếp này rất là ít gặp. Nó chuẩn giao tiếp 1 giây, one wire. Tức là gì? Truyền đi cũng trên cái dây đấy, mà nhận về cũng là cái dây đấy. Tức là chúng ta chỉ cần dùng 1 giây, nó chia thành các cái khung khác nhau. Ở đây thầy cô nào mà nghiên cứu về cái phần viễn thông truyền nhận sóng vô tuyến thì chắc hiểu nguyên tắc đấy đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái kênh khác nhau, channel khác nhau, như kiểu chúng ta dùng điện thoại di động này đấy. Thì thực chất mà nó không phải chúng ta đang liên tục kết nối với cả tổng đài đâu, kết nối lên tức là chúng ta không liên tục kết nối với cả cái BTS đâu, cái bộ cái trạm truyền dẫn đâu, mà
trạm truyền dẫn đấy nó sẽ chia thành các cái khung khác nhau. Tại mỗi một khung đấy nó sẽ giao tiếp với cả một thiết bị khác nhau. Nhưng mà chẳng qua là bởi vì trong những cái khung đấy chúng ta là cái thời gian nó cách nhau rất là nhanh nên chúng ta không cảm nhận được. Đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ các thầy cô mà liên tục kết nối với nó thì không có một cái trạm phát sóng nào nó chịu nổi cả. Không thể nào mà làm cái việc đấy được. Cái này thì nó rất là dài dòng, nó nói về cái phần kỹ thuật viễn thông nhưng mà tôi cũng không đi sâu, tôi cũng chỉ gọi là dùng cái ví dụ đấy thôi. Rồi, còn cảm biến tương tự là gì? Cảm biến tương tự là cái loại cảm biến mà giá trị thông số của nó nhận được ấy, là có giá trị biến thiên tùy thuộc vào giá trị thực tế. Tức là cái giá trị này ở đây nó là một cái dạng đồ thị, nó là một cái dạng đồ thị có tính phi tuyến. Đấy, rất nhiều người ở đây lại hay so sánh là đồ thị hình sine, thế là sai. Đồ thị hình sine nó vẫn là đồ thị tuyến tính, nó vẫn có chu kỳ, đúng không ạ? Nó vẫn có tính chu kỳ. Nhưng cái tín hiệu thực tế làm gì nó có chu kỳ gì đâu ạ? Đâu phải tín hiệu nào nó cũng có chu kỳ. Tín hiệu mà chúng ta thu về được hầu như là các tín hiệu phi tuyến, nó lúc thế này nó lúc thế kia, nó có những cái dạng mẫu mà khi chúng ta vẽ đồ thị ra là nó hoàn toàn không có tính chu kỳ nào cả. Đấy, ví dụ như là cái signal ở đây chúng tôi dùng ở trong cái ví dụ này, các thầy cô thì nhìn thấy khi mà chúng ta vẽ ra người ta gọi đây là cái biểu đồ biên. đây là cái biểu đồ biên của một cái sóng thu về từ một cái cảm biến nào đó. Đấy, tôi không nhớ lắm. Thì cái biểu đồ biên làm sao hoàn toàn để thấy nó là một cái biểu đồ rất là có tính ngẫu nhiên, phi tuyến hoàn toàn, không hề có tính tuyến tính một chút nào cả. Nếu mà nói về việc tín hiệu theo thầy cô thì hiểu chúng ta sẽ có rất là nhiều loại thể hiện biểu đồ biên rồi biểu đồ sung vân vân các thứ. Thường thường thì những tín hiệu biểu đồ sung là người ta thường hay dùng để thể hiện ở trong cái việc truyền dẫn sóng vô tuyến, còn biểu đồ biên này thường hay dùng ở trong cái việc là thể hiện cái thông số tự nhiên. Rồi, còn cái việc mà sử dụng loại cảm biến nào thì nó lại tùy thuộc vào thực tế cái dự án mà chúng ta cần triển khai. Cái này thì tùy, tức là mỗi một dự án chúng ta làm về cái chủ đề gì thì chúng ta phải lựa chọn cái cảm biến nó phù hợp với chủ đề đấy. Đấy, ví dụ thế. Ở đây các thầy cô thể thấy cái ví dụ đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái tín hiệu tương tự và như thế này, nhấp nhô lên xuống, biểu đồ biên nó có cái một cái dạng người ta gọi là nhìn nó rất là không đẹp mắt gì cả, nhấp nhô chập trùng lúc thế này thế kia. Còn cái biểu đồ ở dưới chúng ta đây thì nó gọi là cái biểu đồ này, người ta gọi là tính biểu đồ sung, sung cao, sung thấp, sung cao, sung thấp. Đấy, thì cái biểu đồ tín hiệu số như này nó rất là dễ thấy các thầy cô đúng không ạ? Thầy có 1 này, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 đấy, như thế. Thì những cái tín hiệu sung như thế nó sẽ được chuyển hóa để chúng ta đưa nó thành những cái con số sau khi đã được tính toán qua một cái công thức nào đó. Cái này thì nó là do cái bộ quy ước do nhà sản xuất. Thế nên là ngày trước ấy, cái lúc mà Arduino nó chưa phổ biến, cái lúc mà cái việc lập trình nó không có thư viện như bây giờ, thì có một cái kỹ năng, thực ra bây giờ vẫn phải cần thôi, nhưng mà nó cũng đã gọi là bị lãng quên. Nhiều khi sinh viên người ta, nhất là các bạn sinh viên mới học, các bạn quên mất cái đấy. Tại vì các bạn kiểu thấy là các bạn lập trình được Arduino, lắp được mấy cảm biến này vào, các bạn chạy gọi một cái thư viện ra với các bạn như thế là đã rất là thỏa mãn rồi. Nhưng mà khi mà làm chuyên nghiệp các bạn mới hiểu được là phải có một kỹ năng quan trọng, đó là kỹ năng nghiên cứu và tìm hiểu, đọc datasheet, đọc cái tài liệu về cái loại cả về cái loại thiết bị của chúng ta, của nhà sản xuất ấy, thì mới thấy được là với mỗi một cái loại cảm biến cách đo nó khác nhau, rồi lại có những cái công thức tính toán để mà ra được cái con số mà cần nó cũng khác nhau. Đấy. Thế nên là lúc ấy lập trình cũng rất là mệt. Mỗi một loại cảm biến là phải đi tìm hiểu xem mà nó dùng như thế nào, vân vân. Đấy, chẳng hạn thế. Rồi. Còn trong cái bộ thực hành của chúng ta mà các thầy cô sẽ được tiếp nhận khi mà vào cái thời điểm giảng dạy, thì nó có các cảm biến được phân loại, thì ví dụ như cảm biến nghiêng và cảm biến từ là thuộc nhóm cảm biến số. Tức là gì ạ? Tức là nó cảm nhận được hai cái trạng thái, 0 và 1, có hoặc là không, không có cái loại trạng thái khác. Và tiếp theo là cảm biến quang hoặc cảm biến nhiệt độ, là những cảm biến tương tự.
cảm biến quang là cũng chuyển hóa thành những cái tín hiệu tương tự này, hoặc là cảm biến nhiệt độ thì cũng chuyển hóa thành các cái tín hiệu cũng tương tự như vậy, nhưng mà là với hai loại thông số vật lý khác nhau, một bên là cường độ sáng, còn một bên là nhiệt độ. Cái nhiệt độ là một cái cũng trong vật lý cũng là một thứ cực kỳ thú vị, không ai định nghĩa được cụ thể nhiệt độ là gì. Chúng ta dùng nhiệt độ rất nhiều, thế nhưng rút cục lại trong vật lý thì nhiệt độ là cái gì? Rất nhiều người không nắm được cái vấn đề này, tại vì làm sao nhiệt độ là một thứ mà hầu như không bao giờ nó có thể hiện hữu một mình. Nhiệt độ luôn luôn được thể hiện qua nhiều những cái hiện tượng khác nhau, ví dụ như sự làm nóng lên, sự làm nguội đi, rồi làm nóng chảy, rồi làm đông lạnh, với các thứ, đúng không ạ? Tôi nó vui vui thế, tại vì hôm trước có một cái nhóm các bạn có hỏi tôi về cái nhiệt độ ảnh hưởng như nào đến một cái loại cảm biến. Tôi cũng có giải thích cái này rất là hay. Ok, rồi. Hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu với các thầy cô về cái phần gọi là hôm trước tôi đã có phần giới thiệu với thầy cô về một số cái hàm cơ bản, đúng không ạ? Hàm digital write, rồi hàm pinmode, vân vân. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với các thầy cô một cái hàm gọi là hàm digital write, đúng không, rồi hàm digital read, có đúng không ạ? Những cái hàm rất là kinh điển, làm việc với cả tín hiệu số 0 hoặc 1, đấy, thấp hoặc cao, low hoặc high. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm việc với cả những cái tín hiệu mà gọi là tín hiệu gì ạ? Tín hiệu tương tự. Các thầy cô còn nhớ là hôm trước tôi có nói là cái Arduino của chúng ta nó cũng hiểu được các cái giá trị tương tự, đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hiểu này của nó không phải là trực tiếp nó hiểu được, mà nó phải thông qua một cái bộ chuyển đổi trung gian nằm được tích hợp ở bên trong vi điều khiển. Đấy, chúng ta thấy là cái bộ vi điều khiển của mình nó rất là mạnh mẽ, đúng không? Tức là chúng ta ngoài cái việc là có bộ xử lý ra, còn tích hợp thêm một đống cái bộ nhỏ nhỏ bên trong. Ví dụ như là bộ giao tiếp thì có SE2C, SPI, UART, rồi đến các cái bộ chuyển đổi số tương tự bộ chuyển đổi tương tự số ADC đấy, Analog to Digital Converter, xong rồi bộ định thời, bộ đếm và định thời đấy, Timer Counter, vân vân đấy. Một cái vi điều khiển nho nhỏ, nếu mà các thầy cô dùng cái loại chip dán thì nó nhỏ chỉ bằng một nửa con tem, mà nó đã chứa được bên trong nó vô vàn thứ như thế. Vậy thì các thầy cô hãy tưởng tượng xem là một con vi xử lý của mình với sức mạnh phải gấp đến hàng triệu lần, một cái con hàng triệu, hàng tỷ lần con vi điều khiển, thì nó còn khủng khiếp như nào về cấu trúc bên trong. Cho nên không phải ngạc nhiên đâu mà hiện nay công nghệ bán dẫn, tức là công nghệ mà chế tạo ra được mấy con vi điều khiển, vi xử lý này, nó đang là công nghệ lõi và là công nghệ mang tính bí mật đỉnh cao của các quốc gia gọi là top thế giới, như là Mỹ, như là Nhật, thứ đấy. Các quốc gia trên thế giới hiện nay là chỉ có những quốc gia phát triển đến đỉnh cao nhất thì mới nắm được trong tay cái công nghệ lõi này. Còn lại các quốc gia khác thì chỉ có thể đứng ngoài và thèm muốn thôi. Ok, đó, thì hôm trước tôi nói rồi đúng không ạ, là trên Arduino của chúng ta có 13 chân số digital từ chân số 0 cho tới chân số 13. Đấy, còn các cái chân chúng ta, chân số mà chúng ta sẽ có 6 chân tương tự là A0, A1 cho đến A2, A3 vân vân đến A6, A5, xin lỗi, 6 chân từ 0 đến 5. Thì sự khác biệt là gì? Nếu các thầy cô sử dụng nó như những chân số thì các cái chân analog đấy, các chân tương tự đấy cũng có thể sử dụng được tương tự như các chân số kia. Nhưng cái sự khác biệt đây là các cái chân analog của chúng ta có thể có một cái tính năng là nó đọc được giá trị điện áp và nó quy đổi về cái dạng giá trị nó quy đổi về cái dạng giá trị mà cái máy nó hiểu được, đó chính là dạng giá trị số. Ở đây để giải thích cho các thầy cô ấy, thì nó hơi mất thời gian một tí, tại vì phần analog này nó rất là mất thời gian, ADC này. Nhưng tôi cứ kiểu tôi sẽ nói một cách đơn giản nhất ở đây là các thầy cô tưởng tượng là chúng ta có một cái tín hiệu V nào đó, đúng không ạ? Tín hiệu V nào đó,
Tín hiệu này sẽ được chia nhỏ ra thành 1024 phần khác nhau. Và chúng ta sẽ đo xem là tôi có một cái tín hiệu V-in, tín hiệu điện áp đầu vào. Tôi xem là nó sẽ ứng với cả cái mức nào bao nhiêu. Nếu nó ứng với một cái mức mà tôi thấy quy đổi được, à nó là cái mức value nào đó, thì tôi sẽ quy đổi con số ra là value nhân với cái V ban đầu chia cho cái độ phân giải của cái bộ ADC. Từ đó này chắc là các thầy cô cũng sẽ cảm thấy hơi loạn một tí, nhưng các thầy cô tưởng tượng chúng ta có một cái thước. Cái thước của chúng ta là cái thước 20cm. Với một cái thước 20cm thì các thầy cô thể đo được bao nhiêu? Là 200mm. Đó. Thì thằng này cũng tương tự như thế. Chúng ta có, ví dụ với cái thước 20cm đấy, các thầy cô có 200 cái vạch mm khác nhau. Thì các thầy cô hãy tưởng tượng là cái bộ ADC này nó cũng vạch cho chúng ta ra một cái thước với không phải là 200 mà nó phụ thuộc vào cái độ phân giải. Độ phân giải này tính bằng bit. Đó. Nếu các thầy cô mà sử dụng cái con vi điều khiển đời cũ một tí, ví dụ Omega 8 ấy, thì cái bộ ADC của nó là chỉ có 8 bit thôi, thì nó chỉ chia được thành 256 phần. Nhưng nếu các thầy cô mà sử dụng cái bộ vi điều khiển nó hiện đại hơn, thực ra cũng không hiện đại lắm hơn đâu, nhưng mà nó gọi là mới hơn một chút, ví dụ như con Omega 328P này mà nằm ở trên cái mạch Arduino Uno R3, thì cái độ phân giải của cái bộ ADC là 10 bit cơ. Mà chúng ta đều biết là phương thức quy đổi từ nhị phân và thập phân nhất là gì? Ví dụ 10 bit thì nghĩa là 2 mũ 10. Mà 2 mũ 10 thì cô bấm máy tính được hay là 1024. Đó. Thì như vậy có nghĩa là với độ phân giải là 1024 là chúng ta đang có một cái thước. Cái thước đấy nó được chia thành 1024 cái vạch khác nhau. Đó. Và cái giá trị điện áp mà chúng ta đo được ở đây đó chính là cái giá trị điện áp định mức của cái mạch. Mà chúng ta đều biết là cái mạch Arduino hoạt động ở điện áp bao nhiêu? 5V đúng không ạ? Đó. Như vậy là chúng ta đang có một cái thước, ví dụ thước 20cm. Thì ở đây chúng ta đang có một cái thước là 5V. Thước 20cm chúng ta được chia thành 200 cái ô mm khác nhau, 200 cái vạch mm khác nhau. Thì ở đây cái thước 5V của tôi cũng được chia thành 1024 cái vạch vôn khác nhau. Đó. Cái vạch điện áp khác nhau. Và như vậy là tôi sẽ đo cái tín hiệu của tôi từ cái bộ ADC đầu vào, chẳng hạn như là 2,5V. Đó. Bây giờ tôi đo đấy là gì? Tôi đo ở đây là người ta không đo cho tôi ra 2,5V đâu, mà người ta cho tôi ra một cái giá trị nào đó. Ví dụ các thầy cô đo một cái đoạn thẳng, các thầy cô nhìn vào cái đoạn thẳng đấy làm sao mà biết được đoạn thẳng nó dài bao nhiêu, đúng không ạ? Thì chúng ta có cái thước. Ở đây cũng thế, các thầy cô sẽ lấy cái thước 1024 vạch đấy để đo xem cái điện áp đấy của tôi là bao nhiêu. Ví dụ các thầy cô đo điện áp của tôi là ra là 512 vạch, thì chúng ta quy ngược lại là 512 nhân với 5/1024, với 5V là cái định mức đo được, nó giống như thước 20cm đúng không ạ? Đấy, và giống như kiểu bây giờ các thầy cô đo một cái đoạn thẳng đấy là 100 cái vạch mm, có nghĩa là 100 chia cho 200 là các thầy cô đo được ra, đúng không ạ? 100 tức là một gì ạ? 1/2. 1/2 của một cái thang đo 20cm nó sẽ là 10cm. Vậy ở đây nếu tôi có 512, tôi nhân với cả 5/1024 thì tôi sẽ ra được cái giá trị điện áp là 1/2 của 5 là 2,5V. Đó. Các thầy cô lưu ý là cái số 5 này ở đâu ra, thì tôi lại nhắc lại là cái số 5 này chính là cái điện áp đầu vào cái mạch Arduino của mình. Nó sẽ lấy luôn cái điện áp đầu vào đấy để làm cái giá trị cảm về thước đo. Chúng ta có thể, nhiều thầy cô hỏi là nhưng tôi không thích 5V, tôi thích ít hơn như thế được không, hay lớn hơn như thế được không? Thì xin trả lời các thầy cô là hoàn toàn có thể. Nhưng các thầy cô lại phải sử dụng một cái mánh. Cái này hôm trước tôi đã có nói rồi đấy, không biết là các thầy cô còn nhớ không, đó là trên cái chân Arduino của mình nó có một cái chân, một số mạch thì in là VREF, VREF, một số mạch thì lại in là AREF, tức là AREF. Đây thì tôi sẽ quay lại cái slide từ buổi trước rồi để tôi chỉ cho các thầy cô xem cái cấu trúc chân của nó ở đâu.
Đây ạ. Các thầy cô có nhìn thấy cái chân số 16 này không ạ? Đây, cái chân số 16 này. A-R-E-F này. Đấy. Chữ R-E-F này là tên viết tắt cho tiếng Anh của reference, tức là mẫu. Còn A ở đây thì tôi cũng quên mất ý nghĩa chữ A là gì rồi. Chữ V đơn giản quá, đó là voltage reference, tức là lấy mẫu điện áp. Có nghĩa là khi các thầy cô kết nối chân số 16 này này với cả một cái nguồn điện áp nào đó, thì mạch Arduino này của tôi sẽ lấy nguồn điện áp đó là điện áp mẫu, chứ không còn lấy cái điện áp 5V là điện áp mẫu nữa. Đấy. Tại sao người ta lại làm cái việc đấy? Để tăng cái độ chính xác. Rõ ràng là ví dụ các thầy cô mà lấy 5V chia cho 1024, sai số nó còn lớn hơn là 1V chia 1024 không ạ? Sai số nhiều hơn là chắc chắn. Chúng ta lấy 5 mà chúng ta chia 1024 thì cái khoảng đo nó đương nhiên là rộng hơn 1 chia 1024 rồi. Thế nên là khi người ta đo những cái giá trị điện áp nhỏ thì người ta cũng nên lấy mẫu là những cái mẫu điện áp nhỏ. Ví dụ các thầy được cô mà đo 0,01V chẳng hạn, thế 0,001V gì đấy thì nên sử dụng điện áp nhỏ hơn một chút. Còn nếu các thầy cô mà đo cái điện áp mà ví dụ như là 1V, 1,2V, 3V, 4V gì đấy thì chúng ta có thể dùng cái thang điện áp thông thường. Hoặc là các thầy cô muốn lấy được cái độ chính xác sau dấu phẩy cao nhất có thể. Ví dụ thế đúng không ạ? Đấy thì tùy thuộc vào mỗi một cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Như tôi chẳng bao giờ tôi dùng cái phương pháp đo ở đây cả. Đo cái này sai số nó quá lớn. Chỉ có là để đo những cái giá trị như kiểu là nhiệt độ hay độ ẩm ấy. Cái giá trị nhiệt độ độ ẩm thì nó cho phép sai số thoải mái. Tức là sai số nó, tức là những cái sai số đấy nó chấp nhận trong khoảng cộng trừ 5% thì nó không vấn đề gì. Tại vì trong khoảng cộng trừ 5% thì các thầy cô cũng thấy là 5% của nhiệt độ hay là độ ẩm, ví dụ thông thường chúng ta mà đo nhiệt độ độ ẩm trong điều kiện sinh hoạt bình thường nó chỉ khoảng mười mấy, 20, ba mấy độ, thì 5% của 20 độ nó là bao nhiêu? 5% của 20 độ là 1 độ. Đấy, 1 độ thì nó đo là 20 độ, nó đo là 21 độ hạn, thế thì nó đâu có chênh lệch, thì nó đâu có quan trọng gì lắm đúng không ạ? Tất nhiên là trong trường hợp nó sinh hoạt bình thường thôi, chứ còn nếu bây giờ là trong những cái tính toán mà cực kỳ chính xác về mặt nhiệt độ hay độ ẩm, cái đấy thì lại là câu chuyện khác rồi, đó thì tôi sẽ không nói đến. Tôi đang nói về những cái phép đo thông thường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, hoặc là trong những cái dự án nho nhỏ vừa vừa. Ok, bây giờ là đã 16:08 rồi mà chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ nữa. Thì cũng xin phép thầy cô là cho tôi giải lao một chút. Nó nãy giờ liên tục hơn tiếng đồng hồ, tôi cũng hơi rát cổ một tí á, cho nên là xin phép thầy cô chúng ta giải lao khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của mình. Chương trình của chúng ta là còn rất dài. Xin lỗi các thầy cô là bởi vì cũng có quá nhiều thứ để mà nói, cho nên là cũng không không hạn chế được cái thời gian, không không tính toán được chính xác. Tại vì quan điểm của tôi là nếu chúng ta không làm thì thôi, còn đã làm mà làm kiểu cứ cố gắng là để cho nó kịp thời gian, kịp tiến độ, rồi làm qua loa, rồi làm qua quýt, thì chính bản thân các thầy cô cũng sẽ không cảm thấy thu được giá trị gì. Bản thân tôi mà làm cũng cảm thấy nó không đúng với cả cái trách nhiệm của mình. Và bản thân các thầy cô khi tham gia tập huấn mà thấy tôi làm qua loa quá chắc là cũng không không hài lòng, cho nên là tôi rất cố gắng để có thể trình bày cụ thể và kỹ càng nhất. Nhưng đương nhiên là điều đó nó ảnh hưởng đến thời gian của chúng ta rồi. Thế nên là nếu mà sau đó tôi cũng rất xin lỗi thầy cô nếu mà có hơi 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 gọi là bị vượt quá cái thời gian một chút ạ. Mong các thầy cô thông cảm giúp. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ giải lao 5 phút, khoảng 16:15 chúng ta bắt đầu tiếp ạ. VAL này, value bằng another read A1. Tức là chúng ta đang trả về cái giá trị điện áp được quy đổi theo giá trị từ 0 đến 1023. Tức là chúng ta đang có cái thang như thế và đang được đặt trên chân A1 của bo mạch Arduino.
Đây là lý do vì sao mà các thầy cô mà sử dụng những cái việc là đọc giá trị điện áp trên hai đầu điện trở hay gì 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 đấy, thì các thầy cô sẽ không bao giờ đọc được cái giá trị điện áp thực sự, mà sẽ chỉ đọc được cái giá trị điện áp quy đổi ra con số là vì thế. Rất nhiều cảm biến mà nếu các thầy cô mà đọc thì sẽ thấy là maximum của nó là chỉ có 1023, đúng không ạ? Là bởi vì lý do là như thế. Rồi, và chúng ta quy đổi ra cái công thức để tính được cái giá trị điện áp thực sự cần đo là V bằng value, giá trị đo được, nhân với 5 chia 1024. Ở chỗ này có một cái đặc điểm lưu ý mà rất nhiều người không để ý, là mỗi một cái hàm nó cần phải có một khoảng thời gian nào đó để thực hiện. Thực ra cái việc thực hiện này nó không phải là do chương trình chạy chậm, chạy nhanh hay gì cả, mà là do cái phần cứng. Cái việc cái bộ ADC nó cần phải có một cái khoảng thời gian tối thiểu là bao nhiêu đó để nó có thể thực hiện được phép đo. Thì ở đây cái hàm analogic này của mình nó cần khoảng thời gian tối thiểu là 100 micro giây thực hiện. Vì vậy mà khi lập trình, các thầy cô cần phải tạo một cái khoảng trễ là 100 mili giây trở lên để đọc vào cái giá trị analog từ cái cảm biến hay là từ thiết bị nào mà ta muốn đọc, cái đấy thì tùy ạ. Rồi, nhưng ở đây thì tôi vẫn nói đấy, là với những cái dự án hoặc là với những cái mạch nho nhỏ không sao, thì ta sử dụng hàm delay thoải mái. Nhưng với trường hợp mà các thầy cô sử dụng những cái chương trình mà nó cần có cái tính liền mạch, nó chạy liên tục, thì các thầy cô nên sử dụng cái phương pháp mà hôm trước tôi cũng đã giới thiệu phân tích, tức là chúng ta sử dụng cái hàm mili đấy. Không biết các thầy cô còn nhớ không, hôm trước tôi đã hướng dẫn các thầy cô là sử dụng cái hàm mili để đọc được cái giá trị gọi là cái giá trị thời gian, thời điểm, tức là chúng ta sẽ xác định thời điểm chứ không phải là chúng ta phải tạo một cái hàm delay. Bởi vì cái đặc điểm, nhược điểm của hàm delay là nó sẽ làm cho toàn bộ hệ thống đóng băng, nó sẽ không làm cái việc gì cả trong cái khoảng thời gian delay đấy. Nhưng với cái việc mà chúng ta chọn thời điểm để thực hiện công việc, thì trong cái khoảng thời điểm đấy tất cả những công việc vẫn xảy ra bình thường, chẳng qua là khi gặp đúng cái thời điểm đấy thì làm một cái việc gì đó đấy, cái đấy nó lại khá rất nhiều. Ok, rồi sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu về hàm analog read rồi, thì tôi sẽ sang đến cái hàm là hàm analog write đó. Cái nếu tức là chúng ta thấy là chúng đều có chung một cái cấu trúc là analog rồi read rồi write, nhưng rất tiếc ấy, là hai cái hàm này về mặt cú pháp thì tương tự nhau, nhưng về mặt bản chất là khác biệt nhau hoàn toàn, tại vì chúng sử dụng hai cái bộ phần cứng khác nhau. Hàm analog read là sử dụng cái bộ phần cứng gọi là ADC, analog to digital converter, nó là một bộ riêng. Còn cái hàm analog write thì nó lại sử dụng một cái bộ riêng là cái bộ PWM, là dựa trên cái bộ, nó là một ứng dụng của cái bộ timer counter, bộ định thời và đếm. Đấy, bộ đếm định thời hay gì đấy, tùy tiếng Anh, nó là timer counter. Thì và cái bản chất nó cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu cái bộ analog read là chúng ta đọc vào các cái giá trị tương tự và chuyển đổi nó thành các giá trị số, thì cái hàm analog write thực chất ấy là nó không phải viết ra giá trị tương tự đâu ạ. Các thầy cô cứ không nên hiểu nó là xuất ra một cái giá trị tương tự, mà ở đây là nó đang xuất ra cái sum nhịp, tức là các cái sum 010101 đấy. Chúng ta có thể có những cái biện pháp để biến đổi, mà người ta gọi sum là sum vuông. Các thầy cô chú ý như thế. Chúng ta có rất là nhiều loại sum, nhưng mà có chủ yếu là chúng ta có các loại sum cơ bản như sau này. Sum vuông này là cái loại sum giống như trên màn hình các thầy cô đang nhìn thấy. Sum sin này chính là cái loại sum mà tạo ra cái sóng nó có hình sin đấy. Cái sóng hình sin đấy thì chúng ta thường thấy nhất là ở trong những cái tín hiệu âm thanh. Tín hiệu âm thanh là những cái sóng hình sin có cái biên độ khác nhau. Mỗi biên độ khác nhau nó lại cho cái độ cao khác nhau đấy. Và rồi có sum tam giác nữa. Sum tam giác thì ít gặp hơn, nhưng mà sum vuông và sum sin, sóng người ta hay người ta còn gọi hay gọi là sóng vuông và sóng sin đấy, thì là những cái loại mà chúng ta thường thấy hơn. Rồi tiếp tục, thì cái hàm analog write này tính năng của nó là gì?
tính năng của nó là nó sẽ tạo ra một cái xung vuông mà hôm trước tôi có phân tích, tên nó là PWM, Pulse Width Modulation, đúng không ạ? Cái từ này tiếng Anh nó là, nghĩa trong tiếng Anh của nó nghĩa là điều bổ sung điều rộng. Đấy, xung điều rộng, hay nói khác là chúng ta đang người ta gọi là điều chỉnh cái độ rộng của xung, đúng không ạ? Đúng tên tiếng Anh của nó thôi. Các thầy cô nhìn này, 25% thì xung nó độ rộng nó hẹp này, 50% độ rộng nó căng lên, và 75% độ rộng nó rất là to như vậy. Đấy, thì người ta gọi là xung điều rộng, tiếng Việt mình hay viết tắt là như thế, xung điều rộng. Đó, cái mục đích của cái xung này làm gì? Là để thay đổi cái điện áp đầu ra của một thiết bị, và từ đó ta có thể thay đổi được các cái tính chất của cái thiết bị bên ngoài khi vận hành, ví dụ như là ánh độ sáng của led này, hay là tốc độ của động cơ này. Đấy là những cái tính chất mà chúng ta có thể làm biến đổi khi mà chúng ta sử dụng cái PWM này, giờ chúng ta dùng cái xung điều rộng này. Hôm trước tôi cũng đã có phân tích, đúng không ạ, là chúng ta có thể hiểu cái xung này của mình nó không thay đổi được. Cái xung này của mình ở đây các thầy cô nhìn thấy nó không thay đổi được giá trị, tại vì giá trị của nó thực chất nó vẫn chỉ có không này, một này, không này, một này, tức là về không hoặc lên max. Min là không, max là một con số V nào đấy, vôn đó. Như vậy là chúng ta thấy là cái thằng này thực ra mà nói là nó hoàn toàn không thay đổi được cái giá trị. Vậy tại sao người ta lại có thể thay đổi được cái giá trị đầu ra của điện áp khi đã đặt vào một thiết bị cần điều khiển? Hồi tôi có phân tích rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái khái niệm người ta gọi là chu kỳ. Đây các thầy cô nhìn thấy không ạ? Cái khoảng thời gian tính từ lúc xung bắt đầu đi lên mức cao cho tới lúc xung xuống mức thấp và chuyển từ mức thấp lên mức cao, người ta gọi là các cái khoảng khoảng chuyển thấp lên cao và cao xuống thấp, thì người ta tính hai lần cái nước chuyển này tương tự nhau gần nhất, tức là thấp lên cao gần nhất ở đây, người ta gọi nó là một chu kỳ. Tiếng Anh nó là duration đấy, đúng không ạ? Duration time nó gọi là một chu kỳ. Mà đã chu kỳ thì nó phải tính lặp đi lặp lại, tức là tất cả các cái xung bên cạnh nó, n cái xung nó cũng đều có tính chất như thế và đều có cái chu kỳ giống hệt như thế, cái khoảng thời gian chu kỳ giống hệt vậy. Với cái chu kỳ này thì người ta gọi cái khoảng thời gian mà xung ở mức tích cực, tức là xung ở mức cao, là khoảng người ta gọi là duty cycle. Cái từ này tôi cũng không biết dịch tiếng Việt rồi là cái gì, tôi cũng chỉ biết dùng tiếng Anh, bình thường tôi cũng hay nói tiếng Anh là duty cycle thế thôi. Còn tiếng Việt tôi hay gọi là cái khoảng thời gian xung ở mức cao và khoảng thời gian xung ở mức thấp. Đấy. Thì cái công thức tính toán ra được cái điện áp đầu ra của chúng ta là cái thời gian xung ở mức cao chia cho khoảng thời gian tổng thời gian, tức là T cao chia cho T cao T thấp, hay khác là chia chu kỳ đi. Tôi lấy thời gian xung mức cao chia cho chu kỳ và nhân với cái điện áp cực đại. Ví dụ cái áp của tôi là 5V. Vậy là nếu như của tôi là 25% thì nó sẽ là bao nhiêu ạ? 5 phần 1 phần 25% là 1 phần 4. 1 phần 4 của 5 tức là cỡ khoảng 1,25. 50% của 5 là 2,5. 75% là 3,75V. Đấy. Thì đây chính là cái điện áp đầu ra mà nếu các thầy cô lấy đồng hồ để đo thì sẽ đo được cái giá trị là như thế. Đó người ta gọi là cái giá trị hiệu dụng. Nhưng chúng ta phải hiểu là về bản chất ở đây điện áp không thay đổi. Điện áp của chúng ta vẫn là 5V. Nhưng chúng ta đang sử dụng cái phương pháp điều rộng xung này để cho ra cái tín hiệu điện áp trung bình. Đấy, tín hiệu điện áp trung bình, hay nói khác là cái tín hiệu điện áp hiệu dụng và đặt được ra ngoài. Đó đó chính là lý do vì sao mà chúng ta cần phải chú ý. Ở đây cái cú pháp của mình là analog right pin, tức là cái chân. Các thầy cô lại lưu ý một lần nữa là chỉ có những chân mà có cái dấu ngã hay là cái dấu biểu tượng như kiểu cái sóng sin ấy ở bên cạnh thì nó mới có thể sử dụng cái hàm này được. Các thầy cô mà dùng cái hàm này mà dùng cho những cái chân mà không có cái dấu ngã bên cạnh đấy thì chẳng làm được cái gì cả đâu. Chỉ có những chân đấy nó mới được tích hợp thêm cái bộ PWM này.
và viết thêm cái PWM value, tức cái giá trị PWM. Có một cái chú ý cực kỳ quan trọng ở đây, các thầy cô cần phải lưu ý là PWM value, tức cái giá trị PWM, nó phải nằm trong khoảng từ 0 đến 255, tương ứng với điện áp đầu ra là từ 0% đến 100%. Nói cách khác là gì? Là nếu các thầy cô để đây là 255 thì cái điện áp đầu ra ta đo được là 5V. Các thầy cô để đây là 127, tức là một nửa của 255, thì các thầy cô đo được điện áp đầu ra nó sẽ là 2,5V. Đấy, 100% là 255 nó sẽ là 5V. Các thầy cô chú ý chỗ đấy. Tại sao lại có cái gọi là 0 đến 255 này? Tại vì ở đây chúng ta cũng có một cái bộ là cái độ phân giải. Cái độ phân giải của cái bộ PWM này nó là 8 bit, 2 mũ 8 là 256. Và 256 giá trị nó chạy từ 0 đến 255 là chính xác ạ. Vậy là cái, tức là chúng ta tưởng tượng nhé, cái 0 đến 255 này nó chính là chúng ta đang điều chỉnh cái thời gian sung ở mức gì đây ạ? Mức cao. Cái độ rộng của cái sung này mà ở mức cao này, các thầy cô nhìn thấy không ạ? Cái duty cycle này. Đấy. Chúng ta sẽ cho nó từ 0 là khi hai cái đường này dính là một, toàn bộ cái giải này là về 0 hết. Sau đó chúng ta nâng lên 255 là kéo dần cho tới khi là toàn bộ cái giải này là mức cao hết. Đấy. Rồi. Các thầy cô tưởng tượng nó như thế. Ở đây chúng ta sẽ không ghi phần trăm. Không phải là analog write mở ngoặc pin phẩy 50 đóng ngoặc. Nghĩa là chúng ta sẽ xuất ra cái tín hiệu là 2,5V. Không làm được như thế. Mà ở đây chúng ta phải quy đổi con số là từ 0 đến 255. Các thầy cô muốn cái điện áp đầu ra là 2,5V thì các thầy cô phải để là 127. Đấy. Ok. Còn công thức để tính điện áp đầu ra trên chân cắm thì ở kia rồi, tôi không phải nói rồi, đúng không ạ? Mà quá đơn giản, V bằng voltage, tức là cái điện áp tối đa. Ví dụ trong trường hợp này các thầy cô cắm trực tiếp từ chân đi điều khiển nó sẽ là 5V, nhân với duty cycle time, tức là cái thời gian sung mức cao, chia cho chu kỳ. Rồi, hết. Đấy. Nó cũng không quá phức tạp. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ sang đến cái gọi là nguyên tắc cơ bản để điều khiển một cái động cơ điện một chiều mà các thầy cô thường thấy. Thì động cơ điện một chiều DC hay gọi là direct current ấy, tức là điện dòng điện không đổi. Nó có công suất tương đối là thấp. Thông thường thì các cái động cơ điện một chiều mà chúng ta thường dùng ở trong các cái thí nghiệm, các cái dự án nhỏ nhỏ vân vân thì nó thường thường chỉ rơi vào khoảng 1 đến 2 ampere là cùng. Ít khi nó hơn như thế. Cấu trúc khá đơn giản và việc điều khiển nó, kết nối để điều khiển nó cũng không có gì phức tạp. Thế nên là người ta thường hay lựa chọn cái loại công suất điện động cơ công suất nhỏ như thế để làm cái dự án như là chế tạo xe robot này, tự dò đường hay điều khiển từ xa gì đấy, vân vân, nhiều dự án lắm. Để điều khiển tốc độ động cơ thì người ta sẽ kết nối như sau, phương pháp như sau. Các thầy cô cứ tưởng tượng là chúng ta sẽ kết nối, đây các thầy cô có nhìn thấy cái mạch này không ạ? Chúng ta tạm thời thay Q1 này bằng một công tắc. Thì có phải là nếu thầy cô cứ bật công tắc, đóng công tắc, động cơ chạy, nhả công tắc, động cơ ngừng, cứ thế đóng nhả liên tục. Thì khi mà chúng ta đạt được đến một cái tốc độ đóng nhả nào đó đạt được tiêu chuẩn, thường thường là khoảng 0,5 kHz trở lên, thì khi đó cái động cơ này của chúng ta nó sẽ vận hành dựa trên cái nguyên tắc PWM. À, tức là gì ạ? Tức là đúng theo nguyên tắc thôi, cứ thời gian sung ở mức cao chia cho chu kỳ thì chúng ta sẽ ra được cái điện áp hiệu dụng hay điện áp trung bình đặt trên hai đầu động cơ. Đấy, có đúng không ạ? Rồi, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chẳng ai lại đi sử dụng một cái động cơ, một cái công tắc mà phải chạy bằng động cơ chạy cơm như thế cả, đúng không ạ? Chúng ta làm sao mà bấm trong một giây 1.000 lần hay 500 lần cái động cơ này được để so giá tốc độ được? Chúng ta không cân đo đong đếm được mà cũng chẳng ai làm cái việc đấy. Thế nên người ta phải tìm ra một cái phương án nào đó, có một cái linh kiện nào đó nó có thể thay thế con người và tự làm cái điều đấy, nó tự đóng tắt. Và thật may mắn là người ta tìm ra một cái loại linh kiện, đó là một con transistor. Nếu các thầy cô muốn hỏi thì transistor này chính là cái thứ
mà đã khiến cho nước Nhật từ một quốc gia cũng gọi là không quá giàu có, nhưng mà vì người Nhật không phải là họ tìm ra con transistor, transistor tồn tại từ lâu lắm rồi, nhưng nhờ con transistor này mà Nhật trở thành cường quốc bằng cách là gì ạ? Các thầy cô có thể tìm hiểu về con transistor ngày xưa ấy, thì nó phải to trước khi mà người Nhật gọi là can thiệp vào sờ vào nó, thì cái con transistor cổ điển nó phải to bằng cái bóng đèn dây tóc. Nhưng người Nhật đã biến được cái con transistor to bằng cái bóng đèn dây tóc đấy thành cái con transistor nó chỉ bé bằng cái đầu tăm. Đó. Và như vậy là người Nhật đã làm được một cái điều mà khiến cho cả thế giới này phải thực sự là rất đáng nể, là họ đã sản xuất ra được những cái thiết bị điện tử với gọi là giá thành rẻ hơn rất nhiều, tiêu thụ điện năng cũng ít hơn rất nhiều và bé hơn rất nhiều. Điển hình đó chính là cái sự ra đời của một cái thứ mà làm thay đổi toàn bộ cái ngành giải trí trên thế giới, là cái con Sony Walkman ấy. Chính là cái con máy nghe nhạc cầm tay. Trước đấy không hề có khái niệm là máy nghe nhạc cầm tay. Người Nhật là người đầu là cái quốc gia đầu tiên làm cái điều đấy. Họ đã đưa ra được cái mô hình của cái con transistor này. Tại vì transistor nó có một cái tính chất mà các thầy cô có lẽ là cũng đều biết, đó là nó có tính khuếch đại. Tín hiệu chúng ta đưa vào là một thì tín hiệu đầu ra của chúng ta nó có thể là vài trăm. Ví dụ các thầy cô đưa vào tín hiệu là 1 mV thì tín hiệu đầu ra nó hoàn toàn có thể nhảy lên đến là 0,5 V hay gì gì đó. Tức là nó sẽ khuếch đại âm thanh lên. Đấy, đấy chính là lý do vì sao mà nó làm được. Tại vì tức là chúng ta đều biết là mạch khuếch đại âm thanh thì có hai loại cơ bản chủ yếu, đúng không ạ? Một là khuếch đại bằng transistor và hai là khuếch đại bằng các cái con máy biến áp. Đấy, biến áp xung. Biến áp xung thì cho cái khả năng khuếch đại ổn định hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn nhưng cồng kềnh, tiêu tốn điện năng cao. Còn nếu mà khuếch đại bằng transistor thì nó lại cho chúng ta ra được cái mạch nhỏ gọn hơn, thiết bị ít tiêu hao điện năng hơn, vân vân, rất nhiều gợi ý như thế. Thế nên là đây cũng là một cái điều mà chúng ta rất nể người Nhật. Có thể họ không phải là người đầu tiên sáng tạo ra, nhưng cứ cái gì mà qua tay người Nhật là nó sẽ trở nên được nâng cấp. Tức là cái này không phải là tôi nhận xét đâu, mà là cả thế giới nhận xét. Tức là cứ cái gì mà qua tay người Nhật là nó sẽ trở nên tối ưu hơn, nó trở nên hiệu quả hơn và tạo ra được những cái mới hoàn toàn. Đấy chính là cái điều mà thực sự người Nhật làm rất tốt. Và cái transistor này chính là cái ví dụ kinh điển của cái điều đấy. Rồi, tính chất của transistor là gì? Transistor là một cái loại thiết bị bán dẫn gồm có ba cực. Thực chất ấy, nó là gồm có ba loại, ba lớp bán dẫn NPN được áp vào nhau, hoặc là PNP áp vào nhau. Ở đây tôi sẽ không xem xét đến loại PNP mà tôi chỉ xem xét đến loại NPN thôi. Cái hình ảnh ví dụ ở đây các thầy cô đang nhìn ấy, là một con transistor gọi là loại BJT, BJT đấy, Bipolar Junction Transistor, mà người ta gọi là một con transistor lưỡng cực, Bipolar Junction đấy, lưỡng cực. Nó để phân biệt với cả một loại transistor là FET, FET, nghĩa là Field Effect Transistor, transistor hiệu ứng trường. Hai con này cấu trúc khác hẳn nhau và tính chất của nó cũng khác nhau nốt. Nhưng mà tôi chúng ta đang không phải là trong lớp học về kỹ thuật điện tử nên là tôi cũng sẽ không đi sâu. Chúng ta chỉ cần biết là có cái con transistor là như thế. Tôi tạm dùng con BJT này tại vì nó cũng ví dụ mấy cái động cơ mà chúng ta hay dùng ấy, nó chỉ tiêu tốn khoảng mấy trăm miliampe, thì một cái con transistor BJT nó nhỏ nhỏ xinh xinh nó để đi được khoảng tầm 1 ampe là quá đủ. Cũng có một vài con transistor to hơn, nó đi được khoảng tầm 3 ampe, 5 ampe, đấy tùy ạ. Con FET thì con FET ấy, con FET thì đi qua rất là nhiều, nó có thể đi qua được đến cả chục ampe cũng có, mười mấy ampe cũng có. Và quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất là cái tính ổn định của nó. Con FET cái khả năng đóng mở nó rất ổn định. Con FET thì thường được sử dụng để vào những cái mạch điều khiển công suất. Còn BJT này thì lại được sử dụng vào cái mạch khuếch đại, tại vì độ lợi khuếch đại của BJT rất lớn,
nhưng mà nó lại bị thiệt về mặt công suất, còn phép thì ngược lại, nó lại được lợi về mặt công suất nhưng mà thiệt về mặt khuếch đại. Một con BGT nó có khả năng khuếch đại với cái hệ số nó lên đến vài trăm, còn trong khi đấy một con phép thì cùng lắm là vài chục, có khi chỉ 4-5 lần, hoặc là nhiều nhất chỉ vài chục thôi. Còn một con BGT thì cái chuyện mà lên đến 700 hay là 600-700 là chuyện bình thường đấy. À, rồi thì chúng ta sẽ có một con transistor loại BGT bao giờ cũng có 3 cổng, nó gọi là cổng BCE, base, cổng cực, nó gọi là cực, cực B, hay còn gọi là cực cổng, cực nền, chứ nó không cực cổng là gate, là vừa phép rồi. B là base, cực base này nghĩa là cực nền. Cực C gọi là collector, collector trong tiếng Anh nghĩa là gì ạ? Là cực góp. Còn emitter lại cực E, tiếng Anh nó là viết tắt của emitter. Emitter nó có nghĩa là cực phun. Hay hiểu như thế này, C là cái cực mà electron sẽ được dồn lại ở đấy, và E là cực mà electron sẽ được phun ra ở đấy. Và B, cực nền là cực điều khiển cái việc dòng điện được truyền qua hay không. À, đấy. Thì nghe như vậy ta đã hiểu ngay là gì? Dòng điện đi vào ở C và đi ra ở E, có đúng không ạ? Dồn vào C, phun ra ở E. Và B đóng vai trò như một cái công tắc. Đấy, các thầy cô thấy không ạ? Nó đóng vai trò như một cái công tắc. Công tắc này nó được điều khiển đóng mở không phải bằng nguyên lý cơ học, mà được điều khiển đóng mở bằng nguyên lý tác động dòng điện, tác động điện áp. Thì hai loại NPN và PNP nó khác nhau cơ bản, đó chính là cái điện áp đặt vào B này. Với loại NPN thì B này được đặt vào điện áp dương, hay là kéo lên điện áp, kéo lên dương nguồn, thì C và E chập là một, dòng điện chạy qua. Còn B này nối xuống đất hay là nối vào âm nguồn thì C và E cách điện với nhau, dòng điện không đi qua được. Còn với loại PNP thì ngược lại, B được nối với cả đất thì CE đóng mạch, còn nếu như B lại kéo lên dương nguồn thì CE ngắt, không cho dòng điện truyền qua. Và ở đây người ta thường hay sử dụng loại NPN đấy, trong các cái sản phẩm thì hay dùng NPN hơn. Tất nhiên là PNP vẫn dùng, nó vẫn có cái chỗ phải dùng của nó, nhưng mà không phải là đây. Rồi, vậy ta nhìn cái kết cấu ở đây, các thầy cô chú ý để nghe sơ đồ bên dưới. Ta có một cái động cơ DC lắp vào một cái đường hệ thống, nó vào một cái hệ thống nguồn 9V và được nối với cả một cái bóng, người ta gọi là bóng. Đấy là lý do vì sao ấy. Cái transistor như tôi vừa nói lúc nãy là con transistor truyền thống cũ của cổ, nó to và nó nhìn giống hệt như một cái con bóng đèn dây tóc. Đó chính là vì sao mà đến tận bây giờ rất nhiều những cái người mà làm nghề điện tử, đặc biệt là những người lớn tuổi một chút, thì họ hay gọi nó là bóng, một con bóng transistor. Đấy là vì thế, tại vì nhìn nó rất là giống như bóng đèn, là vì thế họ hay gọi là bóng đấy. Còn như bây giờ chúng ta hay gọi là một con transistor, thế thôi, không có gì. Ok, thì đây là một con transistor loại NPN. Các thầy cô cứ nhìn chú ý giúp tôi. Nếu cái mũi tên này của tôi đi ra khỏi cái transistor thì nó sẽ là NPN. Còn nếu mũi tên này của tôi lại đi vào cực B, để nó chiếu này, đi vào cực B này, thì đấy lại là PNP. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phương án như sau, là các thầy cô sẽ nối cái động cơ này một đầu với dương nguồn, đầu còn lại các thầy cô nối với cả cực C, đầu còn lại của cái transistor là đầu E các thầy cô nối với âm nguồn. Với các thầy cô thấy cái mạch của chúng ta giống như C nối xoẹt phát xuống E đó. Như vậy là PWM của tôi là gì? Nếu tôi tác động vào đây một cái tín hiệu điện áp vào cực B này là tín hiệu dương, tín hiệu cao, thì C và E đóng mạch buộc một cái mặt này của tôi chạy, động cơ của tôi chạy vèo vèo bình thường. Còn trường hợp tôi lại đưa cái mạch của tôi này xuống cái gì ạ,
xuống đất. Đấy, nối vào đây. Ở đây này của tôi nối xuống với cả âm nguồn thì mạch của tôi ngắt. Tức là mạch của tôi như cái công tắc ở đây được mở ra. Đó, và như vậy là mạch không thông. Đến đây thì các thầy cô thấy bắt đầu quen quen chưa? Đó, chính là cái nguyên tắc gì? Nguyên tắc công tắc. Thế là chúng ta đã có thể điều khiển một cái công tắc đóng mở hàng trăm, hàng nghìn lần trong mỗi giây rồi. Tại vì như tôi nói lúc nãy nói lơ rồi đúng không ạ? Trong một giây, một cái vi điều khiển của mình nó có thể xử lý được 16 triệu câu lệnh. Vậy thì trong một giây mà tôi cần cái này nó đóng mở có mỗi mấy trăm lần, mấy nghìn lần, nó so với con số là 16 triệu lần thì nó quá là nhỏ bé, không đáng kể. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có hai cái chi tiết như sau mà các thầy cô cũng nên lưu ý khi đi dạy học sinh. Tại sao lại có con trở 10K ở đây và tại sao lại có con diode D1 ở đây? Tại vì thế này ạ, cái cực B này của chúng ta là không phải nó không có dòng điện, có điện áp, có dòng điện. Nhưng cái dòng điện chúng ta sẽ đi qua B này, thêm vào E này ở đây và về nguồn. Đấy, cho nên là cái điện, cái cường độ dòng điện ấy mà đi qua E ở đây, cực E ở đây, các thầy cô chú ý là nó sẽ bằng với cả ICE cộng IBE. Nhưng IBE này, đấy, cho nên là các thầy cô cần phải đọc được cái datasheet của từng cái, đọc được cái tài liệu về thông số kỹ thuật của từng cái con transistor khác nhau. Tại vì transistor nó lại còn có một cái khái niệm người ta gọi là mở bão hòa và mở không bão hòa. Các thầy cô có tưởng tượng ở đây chúng ta giống như kiểu là chúng ta đang có một cái van nước. Các thầy cô mở van hết cỡ hay các thầy cô chỉ mở van nó vừa vừa, nó chỉ chảy một dòng nước nhỏ nhỏ róc rách ra thôi. Ở đây chúng ta luôn luôn muốn là dòng nước mở ra phải là gì ạ? Hết cỡ đúng không ạ? Là chúng ta gọi là mở bão hòa. Thì mở bão hòa ở đây là nó có một khái niệm người ta gọi là dòng bão hòa. Các thầy cô cần phải cho cái dòng IBE này nó lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng một cái giá trị nào đó. Nhưng rất tiếc là chúng ta khó mà tính được cái đấy. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có thể tính một cách tương đối. Là gì? 5V. Tôi nối ra từ chân vi điều khiển tôi 5V. Vậy tôi chia cho 10K nó là bao nhiêu ạ? Nó rơi vào khoảng 0,5mA. Đấy, 0,5mA. Nhưng các thầy cô chú ý giúp tôi là rất nhiều cái loại transistor nó mở bão hòa ở cái dòng điện nó rơi vào cỡ 1-2mA. Vì thế ở đây tôi mà là người làm ở đây, tôi ít khi tôi lắp cái mạch 10K, tôi thường lắp còn trở 1K thôi. Nhưng tại sao tôi lại, nhiều người sẽ bảo là có thể lắp trở làm gì? Không lắp trở thì nguyên cái 5V này nó đi thẳng vào đây cái thì có phải là nó lớn không? Thế thì lo gì đến cái dòng bão hòa nữa. Nhưng xin thưa các thầy cô là cái lớp tiếp giáp BE này nó lại có một cái điện áp, à nó lại có một cái dòng điện người ta gọi nó là dòng đánh thủng. Nên các thầy cô chú ý là nếu chúng ta cho vào đây cái dòng điện lớn quá thì nó cũng hỏng. Do đó mà chúng ta cần phải cân đối. Cái này cũng lại phải đọc datasheet tiếp. Các thầy cô lại cũng phải đọc để xem là IBE max cực đại tối đa là bao nhiêu. Thường thường thì mấy con BGT này thì cái IBE max của nó, max của nó là rơi vào cỡ, tôi nhớ không trầm thì thường nó là mấy chục miliampe đấy. Cho nên các thầy cô để ở đây 1K, cái trở 1K là thoải mái. Để 10K thì có thể có nhiều loại nó không mở bão hòa thôi, có nhiều loại nó sẽ chỉ mở một phần thôi. Rồi con D1 đây làm gì? Như các thầy cô để thấy theo chiều chạy của dòng điện đúng không ạ, thì đương nhiên con D1 này không gây ảnh hưởng đến mạch. Tại vì đây, chiều dương nằm ở đây. Đấy, mà chiều âm lại nằm ở đây. Như vậy là D1 của chúng ta là gì? Phân cực nghịch. Mà con diode phân cực nghịch thì đương nhiên là nó không cho dòng điện truyền qua. Nhưng tại sao lại lắp nó song song với cả một con động cơ như này? Thì xin thưa là như sau. Động cơ của chúng ta, thực chất cấu tạo của nó là các cái cuộn dây. Và trên cái cuộn dây đấy, thì khi có dòng điện chạy qua, nó dựa vào cái hiện tượng cảm ứng điện từ để tạo ra lực từ và làm quay cái rotor ở bên trong, đúng không ạ? Đấy là cái nguyên tắc cơ bản của động cơ điện. Nhưng có một cái nguyên tắc còn cơ bản hơn nữa trong vật lý 11 mà ai cũng đã học rồi, đó là nếu trên cuộn dây mà xuất hiện dòng điện thì đồng thời trong lúc đó nó cũng sẽ sinh ra một cái gọi là sức điện động.
cái sức điện động đó nó sẽ sản sinh ra một cái dòng điện theo chiều chống lại cái chiều của cái thứ đã sinh ra nó. Hay nói cách khác là lúc này chúng ta có dòng điện chạy từ đầu này xuống đầu này, thì lúc đó đồng thời trên cuộn dây của chúng ta cũng sinh ra một cái dòng điện chạy ngược lại, sức điện động mà, đúng không ạ, chống lại cái chiều dòng điện đã sinh ra nó. Đây là nguyên tắc cơ bản của cuộn cảm rồi. Thế nếu bây giờ trong trường hợp tôi ngắt cái dòng điện đấy đi, đấy, tôi ngắt dòng điện đấy đi, vậy thì điều gì xảy ra? Điều xảy ra là nếu tôi ngắt dòng điện đột ngột thì cái động cơ này ấy, nó vẫn còn mang trong mình cái năng lượng, tại vì cuộn cảm của chúng ta nó vẫn có cái năng lượng, đúng không ạ? Cuộn cảm của mình nó sẽ lưu trữ năng lượng dưới dạng gì á? Từ trường. Thì cái từ trường đấy đương nhiên là nó sinh ra sức điện động, sinh ra dòng điện cảm ứng. Thì dòng điện cảm ứng đấy bây giờ tôi không có, nó không còn chạy nữa, thì dòng điện cảm ứng nó tiêu đi đâu bây giờ? Thì nó sẽ đánh cái bụp một phát vào cái con transistor này và gây thủng transistor trong nhiều trường hợp đấy. Thế cho nên là để tránh cái trường hợp là làm hỏng cái thiết bị, trong trường hợp gọi là nhẹ nhàng thì chỉ hỏng con transistor thôi, nhưng trong trường hợp nặng hơn nữa là nó phải đánh một cái xung gây nhiễu, đánh thẳng vào cái con Arduino này và gây hỏng cái thiết bị của mình. Tôi đã từng gặp cái trường hợp như thế rồi. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều người ấy mà không để ý ở đây. Do đó mà khi lắp động cơ, các thầy cô chú ý là chúng ta nên có một con diode hàn song song và được phân cực nghịch, để dòng cảm ứng trên này khi này nó sẽ đi qua cái chỗ này, lúc này nó thành phân cực thuận. Thế cái dương đầu dương ở đây, đầu âm ở đây, khi tôi ngắt nguồn điện thì nó sẽ đánh một cái đi qua diode và trở về nguồn. Đó. Thế tại sao ấy mà tôi lại cái gì ạ? Thế tại sao mà tôi lại đặt cái diode ở đây như thế này? Để giải thích cho điều đó là vì như thế. Các thầy cô chú ý đến cái vấn đề đấy. Và cái việc mà tồn tại con diode đây là điều gần như bắt buộc trong tất cả cái mạch của động cơ. Thực ra đây là một cái mạch tương đối đấy. Còn nếu đúng của nó nữa ấy, là ở đây này, tôi phải có con tụ ở đây nữa. Đấy, tụ dập nhiễu. Tại vì các thầy cô cũng đều biết là chúng ta trong cái bộ môn điện, điện tử, nó có một khái niệm người ta gọi là dòng quá độ hay điện áp quá độ. Là gì? Cái khoảng thời gian chuyển đổi trạng thái từ bật sang tắt và từ tắt lên bật nó sẽ diễn ra rất nhanh. Và trong khoảng thời gian rất nhanh đấy nó có một cái sự biến thiên điện áp, và sự biến thiên điện áp này nó sẽ tạo ra một cái xung. Cái xung này người ta gọi là xung quá độ, và cái xung quá độ này thường nó sẽ có cái biên lớn gấp nhiều lần so với cả cái biên độ cực đại của bộ nguồn ban đầu. Ví dụ như là thầy cô có một cái bộ nguồn chẳng hạn như 9V chẳng hạn, thì trong nhiều trường hợp ấy, cái xung đấy nó có thể cái xung quá độ này hoàn toàn nó phải đánh lên đến 90V, có gấp 10 lần có. Và đương nhiên là cái hiện tượng quá độ đấy nó sẽ gây ra cái gì ạ? Gây ra cái hiện tượng không những là nhiễu đâu mà còn gây ra hiện tượng người ta gọi là dòng quá độ trong thời gian rất ngắn thôi. Tất nhiên rất ngắn thôi, vài micro giây, 10 mũ trừ 6 giây thôi, nhưng mà nó cũng đủ để phá hỏng thiết bị của mình rồi. Cho nên là người ta mới phải lắp con diode đây và lắp thêm con tụ nữa để dập nhiễu. Con tụ dập nhiễu còn quan trọng nữa là tại sao ạ? Là tại bởi vì ấy, là cái con tụ dập nhiễu đó chúng ta là khi các thầy cô chạy động cơ, bản thân nó sinh ra từ trường, tức là trong bản thân nó lúc chạy nó đã có nhiễu rồi, và cái nhiễu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con Arduino của mình. Đấy, cho nên các thầy cô cần phải có một con tụ ở đây nữa. Con tụ ấy là để tránh nhiễu, nhiễu từ trường. Còn con diode ở đây để tránh dập cái dòng dòng Foucault đấy, dòng cảm ứng. Rồi, đấy. Chưa kể là trong cái trường hợp mà nếu tôi là người thiết kế mạch thì tôi sẽ làm thêm cái mạch song song ở đây. Đấy. Một con trở, một con tụ song song ở đây nhé, cho cẩn thận. Tôi sẽ lấy một con tụ này, từ cực B này, chỗ này này, đây chỗ này này. Tôi kéo nó một con tụ xuống đất này, để nhỡ chẳng may nó vẫn còn một tí nhiễu, nó đi được qua cổng C này, kéo vào cổng B này, đến đây gặp con tụ xuống đất. Tại vì nhiễu ấy, bao giờ ta gọi là nhiễu tức là phải là những cái tín hiệu xoay chiều. Tín hiệu xoay chiều làm sao? Nó đi qua cái gì? Đi qua tụ, nó sẽ xuống tụ xuống đất luôn. Đó. À vâng, với những thầy cô mà có công việc bận thì xin mời các thầy cô có thể nghỉ ạ, không vấn đề gì đâu.
Và tôi sẽ up lại toàn bộ những cái buổi làm việc này mấy ngày hôm nay lên YouTube thì các thầy cô có thể theo dõi sau. Rồi, thì đó chính là cái việc mà chúng ta điều khiển động cơ như thế nào. Hiện nay thì có rất nhiều động cơ để điều khiển bằng gì ạ? Bằng những cái mạch, bằng những cái IC, ví dụ như là L298 hay L293 vân vân các thứ. Thế nhưng mà theo cá nhân tôi nghĩ thì chúng ta vẫn phải biết về cái transistor này để còn điều khiển được nó. Rồi, bởi vì thực chất ấy, các thầy cô mà xem cấu trúc của những cái IC điều khiển động cơ đấy, nó cũng chỉ là những mạch cầu hát, những cái mạch cầu hát mà làm từ mấy con FET hoặc là mấy con BJT thì chả có gì được, nó đóng gói lại thôi và thêm mấy cái mạch điều khiển. Đỉnh cao nhất của đỉnh cao ấy là phải là những người mà làm về lĩnh vực động học, động lực học, thì người ta phải tự mình thiết kế ra được, tức là càng cái gì mà càng càng cơ bản, càng đơn giản lại càng khó. Đó chính là cái việc mà ngồi tự lắp được một cái mạch cầu hát bằng cái bộ transistor này, cân chỉnh đong đếm làm sao mà tránh được cái độ trễ và độ nhiễu ấy, thứ ấy. Cái đấy nó mới gọi là đỉnh cao về mặt tay nghề của những người thợ làm động lực là phải như thế. Chứ còn chúng như chúng ta chẳng hạn, thế thì cứ mua cái IC về chạy cho nó xong, cho nó nhanh. Rồi, xin phép thầy cô một chút ạ, tôi đi lấy cung nữa. Vẫn là tôi đã giới thiệu xong về cách điều khiển của những cái động cơ điện một chiều. Động cơ điện một chiều là cái loại động cơ điện phổ biến nhất rồi. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu về loại động cơ thứ hai, cũng phổ biến thứ hai luôn, đó là động cơ servo. Còn một loại động cơ phổ biến nữa là động cơ bước, nhưng mà động cơ bước thì thứ nhất là trong cái bộ thực hành của chúng ta là không có. Thứ hai nữa là thực sự mà nói là nó phổ biến thì phổ biến thôi, nhưng mà nó vẫn khó dùng hơn, khó dùng hơn là các cái bộ servo và động cơ điện DC, động cơ điện một chiều phổ thông kia. Cho nên là tôi sẽ cái động cơ điện, cái động cơ bước thì có lẽ là tôi sẽ để dành đến một cái buổi sau khi chúng ta làm việc trong những cái buổi tập huấn tăng cường, tập huấn liên tục đấy. Còn bây giờ tôi sẽ chỉ giới thiệu cơ bản về động cơ servo. Cái động cơ servo này không phải là một một cái động cơ thông thường, thực chất nó cũng chỉ là một cái động cơ DC thôi, nhưng nó đã được tích hợp thêm một cái mạch nữa, người ta gọi là cái mạch điều khiển. Các thầy cô có thể thử mở một cái động cơ servo và xem ở dưới đáy của nó, chỗ mà nó kết nối với cái dây ấy, là kiểu gì đấy, cái mạch nhỏ nhỏ ở đấy đó. Đa phần cái trường hợp mà động cơ servo bị hỏng là chúng ta làm cháy cái mạch đấy, chứ không phải là chúng ta làm hỏng cái động cơ ở trên. Động cơ ở trên nó chỉ là cái động cơ điện thôi, thì nó ít hỏng lắm. Đa phần hỏng là hỏng cái mạch. Mà cái động cơ servo bây giờ tôi thấy là nó cũng rẻ, có mấy chục nghìn, cho nên là thường thì hỏng chẳng ai sửa. Hỏng của thì vứt đi mua con mới, nhưng còn sửa nó cũng còn sửa khi còn mất thời gian với tốn kém hơn là mua con mới vậy. Rồi, động cơ servo ấy là một loại động cơ mà nó có độ quay chính xác khá là lớn, rất lớn hơn đằng khác. Và cái khả năng điều khiển tương đối dễ hơn là so với động cơ bước. Động cơ bước thì thường hay xảy ra một cái trường hợp nó gọi là bị trượt bước, còn động cơ servo thì ít bị hơn, tại vì nó đã có tích hợp một cái mạch điều khiển bên trong rồi, tức là chúng ta còn phải có một mạch điều khiển riêng cho nó đấy, cho nên là chúng ta cũng ít xảy ra trường hợp lỗi trượt bước hơn. Và cái động cơ servo này ấy, là biết nói nào nhỉ, động cơ servo này của chúng ta là cái việc sử dụng của nó là thường hay được sử dụng trong những cái thiết bị quay mà không có tính quay liên tục. Bởi vì động cơ servo này của mình nó chỉ quay được một góc 180 độ thôi. Một số loại động cơ được chế lại thì quay được 360 độ. Còn đúng gốc của nó, đúng nguyên gốc của nó, đúng theo cái thiết kế tiêu chuẩn servo là quay được 180 độ.
À, nhiều thầy cô thì đừng hiểu nhầm là servo của chúng ta nó là mấy con động cơ nho nhỏ bé mà cái lòng bàn tay bán mấy chục nghìn ngoài hàng, không phải đâu ạ. Động cơ servo mà dùng trong công nghiệp ấy, nó có thể to 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 khổng lồ luôn, to bằng cả cái case, to bằng cả cái vỏ PC của chúng ta, vỏ máy tính của chúng ta, và giá thành của nó thì có thể lên đến vài chục triệu đến vài trăm triệu ở chỗ bình thường ấy. Với những cái loại servo chuyên dụng mà dùng trong những cái hệ thống đặc thù nào đấy mà cần độ chính xác rất là cao và cần cái torque, tức là cái moment xoắn, cái moment quay của nó cực lớn đấy. Rồi thì nguyên tắc điều khiển của động cơ servo này là cũng dùng xung. Khi chúng ta tác động một cái xung PWM nào đó vào cái động cơ thì cái mạch nằm bên trong động cơ nó sẽ biên dịch lại từ cái giá trị xung đấy thành cái góc mà nó cần quay đấy. Các thầy cô để hiểu như thế, tức là động cơ servo là một động cơ điện có một mạch điện tử tích hợp, có thể được quay trong các góc từ 0 đến 180 độ đó. Và để điều khiển góc quay của động cơ này, người ta sẽ cấp vào cho nó một cái xung. Xung này sẽ có một cái độ rộng xác định, các thầy cô lưu ý giúp như thế, và phụ thuộc vào từng loại động cơ. Đa phần hiện nay các thầy cô mà đi ra ngoài hàng mua ấy, thì động cơ nó sẽ đều là cái loại mà 1 mili giây đến 2 mili giây cái chu kỳ, các thầy cô cứ chú ý giúp như thế. À, cái độ rộng 1 mili giây đấy các thầy cô thấy không ạ, độ rộng 1 mili giây thì tương ứng với 0 độ đấy, 2 mili giây tương ứng với 180 độ thì cái khoảng nằm giữa của chúng 1 cộng 2 là 3 chia đôi là 1,5 mili giây, nó sẽ ra là 90 độ. Cái này là với trường hợp ấy mà các thầy cô cần phải lập trình trực tiếp từ vi điều khiển thì sẽ phải quan tâm cái này rất kỹ. Chúng ta thậm chí là còn phải thử nghiệm, cắm vào chạy thử để xem có đúng không nữa. Còn trong trường hợp ấy, mà chúng ta gọi là gì nhỉ, chúng ta sử dụng cái Arduino thì các thầy cô chỉ việc gọi ra cái thư viện servo.h là tự động nó sẽ có tất cả các cái hàm đi kèm và chúng ta chỉ việc sử dụng cùng. Đấy, nên là rất đơn giản, tôi sẽ không trình bày sâu ở đây đó. Ok, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái cửa sổ là serial monitor. Cái phần này thì các thầy cô có lẽ là sẽ dùng rất nhiều này. Khi chúng ta lắp cái cảm biến vào thì chúng ta dùng cái này để đọc giá trị được cảm biến luôn cho nó nhanh. Đây ạ, cái thư viện serial của chúng ta là một cái thư viện được dùng trong việc giao tiếp giữa các bo mạch với nhau hoặc giữa bo mạch với máy tính hay các thiết bị khác, và tất cả các cái giao tiếp đấy đều thông qua một cái giao tiếp gọi là UART hay là UASRT, thực ra ở trong Arduino mình là UART đấy, nó là viết tắt của Universal Approximation Receive Transit, tức là giao tiếp truyền nhận không đồng bộ đấy. Ok, để nói về cái này thì nó rất là dài dòng. Sau này trong cái quá trình chúng ta làm được tiếp, nếu thầy cô có đề nghị thì tôi cũng sẽ trình bày kỹ hơn về các chuẩn giao tiếp của thiết bị phần cứng. Chúng ta sẽ có các chuẩn giao tiếp có dây kinh điển là I2C, SPI và UART. Đồng thời tôi cũng sẽ nếu mà, và chúng ta có các chuẩn giao tiếp không dây là giao tiếp bằng sóng vô tuyến đấy, NRF đấy. Giao tiếp Bluetooth và Wi-Fi, đấy là ba chuẩn giao tiếp kinh điển của không dây hiện nay. Rồi, nếu các thầy cô mà có mong muốn và nguyện vọng thì tôi sẽ chuẩn bị bài giảng cho cái phần đấy ở cái giai đoạn mà chúng ta tập huấn liên tục tăng cường trong năm học. Đấy, thì các thầy cô có thể cứ đề đạt nguyện vọng ạ. Còn nếu các thầy cô cảm thấy không cần thiết thì thôi. Nếu các thầy cô cần thiết thì cứ đề đạt nguyện vọng lên. Tại vì tôi cũng rất mong muốn là có thể được trao đổi và giao lưu với thầy cô về những thứ mà các thầy cô cảm thấy các thầy cô cần và mong muốn được được tiếp nhận thêm. Như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn cho tất cả mọi người. Rồi, thì cái giao tiếp này nó được thực hiện, hầu như trước tôi đã nói đấy, là nó thực hiện thông qua hai cổng, cổng 0 và cổng 1. Thế tôi cũng nói là chúng ta nên tránh sử dụng hai cổng đấy trong quá trình lập trình với Arduino đúng không ạ? Rồi,
Và cái thư viện Serial Monitor này tích hợp trong trong cái phần giao diện lập trình luôn rồi, nên chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm. Ở bên tay phải các thầy cô chú ý, chúng ta có các cú pháp. Ở đây nếu các thầy cô đã gọi ra cái serial.begin, bên trong nó là 9600, thì các thầy cô vui lòng chọn cho tôi cái tốc độ ở trong này cũng là 9600. Nó rất nhiều giá trị đúng không ạ? Mà có 32.800 có bao nhiêu đấy mà tôi cũng không nhớ được, hình như là cao nhất là 512.000 thì phải đấy. Nó gọi là cái tốc độ đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai thiết bị. À, thì 9.600 là tôi nhớ là chưa ở thấp nhất đâu, thấp nhất nó còn có 4.800 một nửa của nó, rồi còn 2.000 mấy thứ gì đấy, 2.400, 1.200 vân vân. Nhưng mà 1.200, 2.400, 4.800 nó chậm quá nên người ta thường hay sử dụng 9.600. Ở cái tốc độ 9.600 này nó chậm lắm rồi. Bình thường nhé, các thầy cô mà sử dụng những cái hệ thống truyền nhận mà gọi là hiện đại một tí, chính xác một tí thì bây giờ hầu như là chúng nó toàn chạy lên đến cả mê rồi, tức là hàng đến gọi là triệu rồi, chứ không ai sử dụng cái 9.600 này nữa. 9.600 này thì nó truyền chậm lắm. Rồi, cái cấu trúc như sau. Ở đây tôi có một chương trình nhỏ nhỏ này. Tôi đọc một cái tín hiệu cảm biến vào bằng chân A0. Tôi bắt đầu mở cái... À, có một cái đặc điểm này là nếu các thầy cô sử dụng các chân analog thì các thầy cô sẽ không cần phải gõ cái hàm pin mode. Tại sao? Tại vì cái việc đọc analog ở đây là nó nằm trên cái bộ ADC, nó hoàn toàn độc lập với cả vi điều khiển và phần xử lý của vi điều khiển. Các thầy cô vui lòng lưu ý như thế. Nó khác biệt với cả cái chân digital ta phải gọi pin mode ra. Nhưng với chân analog mà muốn đo giá trị tương tự ta không cần gọi pin mode cho chân A0. Nhưng nếu trong trường hợp các thầy cô muốn dùng chân analog A0 đến A5 này như những chân digital thì các thầy cô phải gọi pin mode. Ví dụ pin mode A0 phải output thì khi đó cái chân A0 này nó sẽ được sử dụng như là một chân digital. Đấy, đây là một cái chú ý cũng khá là đáng kể. Nó là nhỏ nhỏ vặt vãnh thôi nhưng mà đôi khi nó lại làm cho nhiều người không để ý chỗ này đúng không? Rất nhiều người đây hay viết thừa một câu là pin mode phải đóng ngoặc ngoặc A0 phải input. Cái này không cần thiết đó, tại vì bản thân cái A0 này ở đây của mình là nó không đo trên vi xử lý, trên bộ xử lý của vi điều khiển, mà nó đo ở trên một cái bộ ADC nằm độc lập. Sau đó tôi tạo ra một cái biến reading bằng analog read sensor pin, đúng không ạ? Đấy, là tôi đọc lại cái giá trị từ chân A0 này và tôi in ra trên cái màn hình monitor đấy của tôi cái giá trị tôi đo được, thì nó tên là serial.println. Các thầy cô chú ý chữ LN đằng sau này là print line, nghĩa là viết ra rồi xuống dòng. Đó. Còn nếu mà thầy cô bỏ cái hậu tố LN này đi, chỉ còn có serial.print thôi, thì nó sẽ liên tục hiện ra trên cùng một dòng. Thì các thầy cô chú ý như thế, chúng ta sẽ có hai cấu trúc như thế. Cái này các thầy cô có thể lên trang chủ arduino.cc để mà tìm hiểu về cái bộ thư viện và các cái cấu trúc hàm có sẵn của Arduino. Ở đây tôi sẽ... Đây. Arduino.cc. Đấy, các thầy cô lên trang chủ Arduino. Nó hơi hạn chế một chút là nó bằng tiếng Anh hết. Các thầy cô có thể lên một cái trang là cái cộng đồng Arduino.vn của Việt Nam được, nhưng mà nó không đầy đủ ở trên này đâu. Trên này đầy đủ hơn nhiều. Đây, tôi có này, built-in examples này, library examples này. Đấy, toàn bộ tất cả những phần mà các thầy cô cần. Reference này, tham khảo này. Thầy cô vào reference, đấy. Các thầy cô thấy không ạ? Toàn bộ các cái hàm này, toàn bộ các cái cấu trúc cơ bản nó sẽ đều có trên này hết. Đó. Functions này, hàm. Vào xuất nhập số này, xuất nhập tương tự này. Đấy. Cái hàm đầy đủ hết. Các thầy cô bấm vào một hàm bất kỳ. Đấy. Rồi bên này có các loại biến này. High, low, input, output, input, pull up này. Left, built in này. True, false này, vân vân vân. Rồi bên dưới này tôi có các cấu trúc này, đấy, cấu trúc loop, cấu trúc setup này, rồi vân vân vân. Ví dụ bây giờ tôi bấm vào cái digital read này chẳng hạn, đó, nó sẽ hiện lên cái định nghĩa này, rồi cái cú pháp này,
rồi cái tham số truyền này đấy, xong rồi cái giá trị trả về này, xong rồi có những cái đoạn code ví dụ này, đó, một số cái điều cần chú ý này. Thế này tôi mới nói là ở thời đại bây giờ nếu mà có tiếng Anh thì nó là một cái lợi thế, không những là lợi thế rồi mà bây giờ mà hiểu biết về ngoại ngữ để mà phát triển được bản thân là một điều bắt buộc đó. Ở đây có rất là nhiều cái để các thầy cô đọc được đúng không ạ, hay là các thầy cô có thể vào phần này Building Examples này đấy. Đó, ở đây nó sẽ hiện là chúng ta rất nhiều những cái ví dụ và giải thích cho những cái ví dụ đấy. Ví dụ như đây phần cơ bản này, đọc tín hiệu gì gì đấy, xong rồi tôi bấm vào ở đây. Vâng, cô Thoan bận việc có thể nghỉ ạ. Rồi, có thể chúng ta có các cái ví dụ vân vân đầy đủ hết. Rồi đến cả những cái bộ thư viện, các cái hàm mà liên quan đến bộ thư viện, các thầy cô bấm vào đây cũng đủ hết này, các thầy cô thấy không ạ? Chúng ta có đủ hết này. Thì tôi sẽ tìm các thầy cô cái bộ thư viện serial đâu rồi nhỉ? Serial đây, Hogwarts Library là bộ thư viện cho E2C, serial software serial này, server library này. Đấy, chúng ta có rất là nhiều ở đây đúng không ạ? Đấy, sao tôi không nhìn thấy cái thư viện của serial nhỉ? Display này. Rồi, phần này chúng ta sẽ xem xét sau. Đấy, thì tôi cũng có giới thiệu thầy cô như vậy. Ok, sang đến phần 2 là phần thực hành rất là nhiều. Đấy, thầy cô để thấy đấy, tôi đã chuẩn bị rất là nhiều những bài thực hành đây rồi. Nhưng mà chúng ta có lẽ là sẽ có rất ít thời gian để làm những việc này. Thì tôi sẽ gửi cái thằng tất cả cái bài thực hành, tất cả yêu cầu này lên trên class của chúng ta. Tức là chúng ta dừng cái việc tập huấn tổng thể quan ở đây, nhưng không có nghĩa là chúng ta dừng cái việc trao đổi và trao dồi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm với các thầy cô liên tục luôn trong năm học, mà trước mắt là ở đây là chúng ta vẫn phải làm việc để mà ra được cái dự án tổng kết cho khóa tập huấn tăng tổng quan này đúng không ạ? Rồi, vậy thì trước khi chúng ta đi sang cái phần kết luận như thế thì tôi cũng xin có một cái hướng dẫn liên quan đến cái việc là các thầy cô sẽ xử lý, các thầy cô sẽ ứng dụng giảng dạy phần Arduino này như thế nào. Nhưng trước tôi có gợi ý theo đúng chương trình gốc của mình là sẽ có 7 chương đúng không ạ? Chương 1, 2, 3 là Scratch, chương 4 là REPL tức là phần Python đấy, chương 5 là ngôn ngữ C và chương 6 là Arduino cùng với chương 7 là chương nói về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì tôi đã nói rằng là cái chương số 7 cấu trúc và giải thuật là một chương quá khó nên là không thể nào mà đưa vào giảng dạy trực tiếp được, chỉ có thể dành cho những bạn học sinh khá giỏi hoặc là có đam mê để các bạn nghiên cứu tham khảo thêm thôi, thì phần đó chúng ta không dạy đại trà. Nhưng chúng ta sẽ đưa vào ứng dụng 6 chương trước. Thế nhưng với cái bộ chương trình này nó yêu cầu thời gian là 120 tiếng, thì tôi đã có phân tích hôm trước rồi đúng không ạ, là thực sự chúng ta không thể nào mà giảng dạy được 120 tiếng đấy trong toàn bộ chương trình học. Như tôi có nói hôm trước là một năm học của mình là có 30 mấy tuần đấy, thì tôi cứ trừ đầu trừ đuôi mà chúng ta còn bắt đầu từ tháng 10. Vậy tôi cứ cho chúng ta trong trường hợp lý tưởng là chúng ta có bao nhiêu, 30 tuần đi. Không, tôi chỉ phải 26 tuần này, 26, 27 tuần thì đấy, tại vì chúng ta còn phải thi học kỳ rồi việc này việc kia đúng không ạ? Tôi cứ cho là 26 tuần. Vậy mỗi một tuần câu lạc bộ của chúng ta giỏi lắm là được cỡ 2 tiết, thế là chúng ta chỉ được có hơn 50 tiết, cùng lắm là 60 tiết là cùng.
Đấy, 50 60 tiết thì làm sao mà đảm bảo cái tiến trình 120 tiết, 20 tiếng mà như người ta mong muốn? Thì chúng ta bắt buộc phải có những cái phương án để chúng ta gọi là thay đổi cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Thì tôi cũng có hôm trước tôi nói rồi là một ba chương đầu của Scratch chúng ta gộp là một một chương đó, một chương thôi. Cái phần thứ hai Rubble vẫn dạy đầy đủ. Phần thứ ba là ngôn ngữ C và Arduino thì chúng ta gộp lại là một để dạy. Chúng ta vẫn dạy đầy đủ các cái kiến thức cơ bản của C. Cái C này thì tôi sẽ trình bày và giới thiệu với các thầy cô ở trong phần tập huấn liên tục, phần tập huấn liên tục tăng cường trong năm học. Chúng ta sẽ chỉ bóc tách ra những cái phần cơ bản nhất như cấu trúc chương trình này, kiểu biến này, các toán tử này, các kiểu dữ liệu và cái phần liên quan đến xử lý chuỗi và mảng vân đấy, để chúng ta các cấu trúc, các cấu trúc lập và cấu trúc điều kiện để chúng ta giảng dạy. Tại vì những cái đấy thì vào đến Arduino vẫn cần và vẫn dùng. Thế thì chúng ta dạy hai mà được một, à, dạy một mà được hai, xin lỗi. Mà như vậy chúng ta kết hợp hai cái đấy lại với nhau thì chúng ta làm được như thế. Vậy là chúng ta sẽ biến từ 6 chương học thành chỉ còn có một nửa, là còn có 3, 3 chủ đề, 3 chuyên đề. Đấy, chuyên đề 1 là lập trình Scratch, chuyên đề 2 là lập trình Python với REPL, và chuyên đề 3 là ứng dụng ngôn ngữ C trong 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 phát triển nền tảng Arduino. Đó. Thì đấy chính là cái hướng mà chúng ta sẽ sử dụng và thực hành cho học sinh. Còn về công việc của cái lớp tập huấn của chúng ta thì là chúng ta sẽ có một cái bài báo cáo cuối cuối khóa tập huấn này liên quan đến cái gì nhỉ? Liên quan đến 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 những cái thứ mà chúng ta đã làm việc trao đổi với nhau. Tôi sẽ có cái phần đề bài và cái phần yêu cầu cụ thể các thầy cô để các thầy cô có thể sẽ cùng tham gia. Và cái phần đấy thì nó không có gì nhiều, tôi cũng sẽ có cái chúng ta cứ làm việc trên Google Classroom thôi. Ngoài ra những cái trao đổi và thắc mắc thì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau ở trên nhóm chat Zalo, sẽ có tôi và cô Hảo phụ trách để giải đáp và hỗ trợ thầy cô. Rồi, thì hôm nay như thế này là chúng ta cũng đã hòm hòm đóng lại cái phần CMT để chúng ta bắt đầu chuyển tiếp sang các phần khác. Trước hết là rất cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian để mà follow, để dành thời gian cùng tôi tham gia trong cái khóa tập huấn vừa rồi, cho cái đợt tập huấn vừa rồi. Sang đợt mới thì tôi cũng sẽ vẫn cùng các thầy cô đi tiếp, nhưng mà sẽ có những chuyên viên, những chuyên gia và giảng viên mới để cùng làm việc với các thầy cô một cách cụ thể hơn trong phần tổng quan này. Rồi, rất là hy vọng là tôi cũng ít ra thì tôi cũng đã có thể mang lại được một số cái gì đấy hữu ích và gọi là có lợi, bổ ích hơn, phát triển được tốt hơn cho các thầy cô. Rất là cảm ơn các thầy cô đã đồng hành cùng. Bây giờ thì xin mời các thầy cô có thể chúng ta sẽ hay là chúng ta mở cái camera lên để chị Hảo lại có thêm một bức hình nữa. Coi như là chúng ta kết thúc cái phần tổng quan tại đây. À đây thì tôi cũng sẽ xin trình bày với thầy cô là phần IoT theo như lịch của chúng ta là ngày mai sẽ bắt đầu luôn vào chiều mai. Thì các thầy cô có ý kiến gì về cái lịch đấy không ạ? Chắc là không có cái motor nào hiệu quả bằng motor đam mê đấy ạ. Cái motor đam mê là cái motor gọi là chạy khỏe nhất, không có cái motor nào hơn là cái motor đấy để Hoàng ạ. Một khi có đam mê thì chắc chắn là mọi thứ này nó sẽ trôi rất là nhanh. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, thì cái lịch mà chúng ta sẽ bắt đầu với cả phần IoT là vào bắt đầu vào chiều ngày mai và cả ngày chủ nhật đó. Và hai học phần IoT và AI chúng ta sẽ chỉ làm việc vào các ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thôi đấy ạ. Tuần tới xin lỗi, tuần này chúng ta sẽ hoạt động vào chiều thứ bảy
sáng chủ nhật và chiều chủ nhật. Tuần sau chúng ta sẽ hoạt động vào sáng thứ bảy và chiều thứ bảy. Lịch cụ thể lát nữa tôi sẽ gửi cho các thầy cô ở trên nhóm, và tôi cũng sẽ gửi cả vào lớp, và tôi cũng sẽ tạo cái đường link Teams cho ngày mai. Các thầy cô cứ yên tâm là sẽ có đầy đủ tất cả những thông tin đấy ạ. Rồi, thế bây giờ thì không biết có thầy cô nào có câu hỏi và có thắc mắc gì với cả tôi hay là chị Hảo nữa không ạ? Vâng, xin phép thầy cho tôi được ý kiến ạ. Dạ vâng, xin mời thầy Cường ạ. Vâng, cũng rất là thầy mặt anh chị em giáo viên của Hải Phòng. Cảm ơn thầy với cái phần thứ nhất mà thầy đã hỗ trợ anh chị em được cái chuyên môn mà rất là hay. Thầy có một cái ý kiến riêng như thế này, nếu mà làm dồn dập mà trong mấy ngày tới này thì ở trường nào cũng chuẩn bị được công tác khai giảng, cho nên em có thể giãn lịch ra một chút được không ạ? Đấy, cho nên nếu mà mở ra mà để đấy xong làm việc khác thì nó cũng không hiệu quả. Nên cho nên là đúng là học là theo dõi mà thực sự là rất hay ạ. Đấy, cho nên là để các thầy cô xem nghiên cứu cái thời gian có thể triển khai nó dài ra tím được, nhưng mà giãn cách gọi là cái thời cái lịch một chút để cho anh chị em theo được. Vâng. Thế thì bây giờ theo ý của thầy Cường đấy là chúng ta nên giãn lịch ra như thế nào ạ? Cứ cách ngày thì chúng ta có một buổi đấy. Chứ mà đợt tới là nếu mà vào thứ bảy chủ nhật cứ nghĩ là ngày nghỉ, nhưng thực tế thì chúng tôi lại không nghỉ. Tôi chuẩn bị công tác khai giảng cho nên là rất là bận. Tất nhiên là đấy là một số thôi, nhưng không phải đại đa số. Nhưng mà tôi theo tôi thì đầu tôi đã có ý kiến là chúng ta cứ làm theo kế hoạch đấy. Nhưng mà nếu mà giãn được thì thầy cũng nên là giãn thư giãn ra chút. Thực ra thì cũng rất là hy vọng các thầy, tức là tôi sẽ bây giờ tôi sẽ có một cái lời phân tích này, mong các thầy cô thông cảm một chút là các thầy chuyên gia sắp tới đây mà đảm trách công việc của chúng ta ấy, thì không phải các thầy lại công tác trong ngành giáo dục, mà là các chuyên gia từ tập đoàn Samsung và là các chuyên gia tới từ những viện nghiên cứu đấy. Cho nên là các thầy cũng rất là bận trong ngày thường. Ví dụ như thầy Toàn mà phụ trách phần AI là chuyên gia rất là chuyên gia hàng đầu luôn ấy, về lĩnh vực AI, mà hiện nay đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Thì đã làm ở tập đoàn Samsung thì đương nhiên là giờ hành chính là thầy sẽ phải làm trọn vẹn rồi. Và thầy lại còn không phải làm ở trong nội thành Hà Nội, mà là thầy làm ở cái trung tâm ở bên Bắc Ninh. Cho nên là ngày nào thầy cũng đi, sáng đi ra Bắc Ninh, rồi chiều tối thì từ Bắc Ninh đi về. Cho nên là nếu mà chúng ta làm việc vào ngày thông thường như thế này thì rất là khó cho các thầy đấy, cho các cái chuyên gia mà hiện nay đang cần phải công tác. Và các thầy cũng có nói là nếu mà làm việc vào ngày cuối tuần được thì các thầy rất sẵn lòng. Thầy Toàn là đã đồng hành chúng ta đến đây để cùng với cả dự án là năm thứ hai. Thầy Toàn là nằm trong ban chuyên gia cố vấn của chương trình nữa, thì thầy đã đồng hành cùng dự án được 2 năm rồi. Năm ngoái thầy cũng đã phụ trách cái phần đào tạo. Thế cho nên là hy vọng các thầy cô cũng rất thông cảm giúp, tại vì là nếu như có thể sắp xếp được thì đương nhiên là ban điều phối dự án cũng hy vọng là chúng ta có thể giãn được thời gian ra, chứ không học dồn dập như thế, không tham gia dồn dập như thế. Nhưng mà vấn đề là cái này nó còn phụ thuộc vào cái việc là chuyên gia nữa. Mà cái ý kiến và cái mong muốn và nguyện vọng của tôi đấy, tức là bản thân tôi thôi đấy, vì tôi là người phụ trách mời các thầy về và phụ trách tất cả các vấn đề chuyên môn, thì tôi rất muốn là các nhóm thầy cô của mình được tiếp xúc với những người thực sự là làm công tác chuyên môn và nghiên cứu đấy ạ. Tại vì nhiều khi chúng ta mà lại làm việc cùng với những người mà làm công tác giảng dạy là chính, thì nhiều khi mình lại không thoát ra được về cái mặt suy tư và về cái mặt suy luận và tư duy. Mà tôi rất mong muốn là các thầy cô được lắng nghe và được làm việc với những người làm việc một cách chuyên nghiệp trong những lĩnh vực đấy, tức là người ta chuyên nghiên cứu về cái lĩnh vực đó, thì các thầy cô sẽ hiểu được và sẽ nắm được những cái thứ kiến thức mà có lẽ là nó sẽ nằm ngoài nhà trường, nằm ngoài sách vở nhiều hơn đó. Thế nên cũng rất là mong các thầy cô có thể thông cảm giúp về cái việc là lịch học nó hơi gọi là cập sập một chút như thế á. Và được rồi, nếu chương trình ra cái thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng mà cũng mong thầy là những cái bản ghi âm các buổi giảng đấy cũng vâng.
để chúng tôi có thể có thời gian thì chúng tôi sẽ tìm hiểu lại. Và nếu những buổi giãn cách, vâng. Vâng, thầy yên tâm ạ. Lúc đây có phải thầy Đỗ Lăng Toàn không ạ? Không, không phải thầy Đỗ Lăng Toàn ạ, thầy Phan Thanh Toàn ạ, tiến sĩ Phan Thanh Toàn. Vâng. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy. Thầy Toàn là bên Samsung ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vâng. Ok, còn lại cụ thể lịch trình với các thứ thì trong tối nay tôi sẽ làm và sẽ có thông báo sớm nhất đến các thầy cô. Các thầy cô cứ yên tâm ạ. Còn đối với lịch ngày mai và ngày kia thì không biết là các thầy cô có ý kiến gì không ạ? Ví dụ như là các thầy cô cảm thấy là ngày mai hoặc ngày kia thầy cô cảm thấy nó hơi gấp quá hay là gì đấy thì tôi cũng sẽ có thể có cố gắng điều chỉnh một chút. Ví dụ như chúng ta có thể để đến chủ nhật mới bắt đầu này, hay là chúng ta bắt đầu sang tuần này hay gì đấy, thì không biết ý các thầy cô thế nào ạ? Với cái lịch ngày mai tôi bắt đầu luôn ấy, với IoT ấy, thì không biết là các thầy cô có cần thắc mắc gì không ạ, có ý kiến gì không ạ? À, thế này thì xem ra chắc là các thầy cô đều không có ý kiến gì, không có vấn đề gì. Dạ vâng. Thế thì tối nay tôi sẽ cố gắng là làm nhanh tất cả mọi thứ và sẽ gửi lại các cái thông tin gần nhất đến để các thầy cô có thể nắm được. Tất nhiên là ở đây các thầy cô cứ yên tâm và cứ vững tin, vững chắc điện là không phải là tôi đến đây là tôi dừng nữa. Mà trên cương vị là không những là chuyên gia về mặt chuyên môn của chương trình mà tôi còn là người quản lý trực tiếp của cả dự án nữa. Cho nên là chắc chắn là các thầy cô sau này sẽ còn gặp tôi rất là nhiều. Nhất là những thầy cô mà sẽ tiếp nhận chương trình và triển khai tại đơn vị của mình ấy, thì sẽ còn phải làm việc với tôi nhiều nhất luôn. Rồi, đến đây thì buổi làm việc ngày hôm nay của chúng ta có lẽ là sẽ kết thúc. Và rất cảm ơn các thầy cô, cảm ơn thầy Cường phụ trách đại diện nhóm đã có những lời rất là tốt đẹp đến với ban điều phối dự án ấy. Hẹn gặp lại các thầy cô trong ngày mai và chúng ta sẽ có một cái buổi làm việc hiệu quả cũng như là những cái kiến thức mới hơn nữa để cùng nhau nghiên cứu và trau dồi. Xin cảm ơn các thầy cô và hẹn gặp lại các thầy cô ạ. Và cũng xin cảm ơn thầy và mong đợt tới là chúng ta có triển khai cũng chắc là cần rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn thầy Cường. Dạ vâng. Xin chào tất cả các thầy cô ạ. Dạ.